Kỳ có chọn cái sao gì hả? Tặng sao hả? Người ta sẽ có gửi tặng qua thôi. Cái đó đừng nó nha, tự là nó tự động lên. nhưng mà Kỳ tắt đi cái tính năng đó, là phải tắt đi, cái đó làm phiền người khác lắm á. À, đúng rồi. Ừ, bữa giờ khó từ trên nay chọn thêm cái đó nó làm phiền lắm. Hello, hello các chị yêu. Trưa nay là toàn là siêu phẩm không các chị nha, mà siêu phẩm sale. Hello, hello các chị yêu. Cả nhà ơi, đang coi live cho em nút tương tác nha. Trưa nay các chị có muốn mua đồ giá sale không này? Có thì chuẩn bị tinh thần với em Diệu nha. Chứ mà em lên là các chị bấm mong lại đâu, Diệu đảm bảo luôn đó, hàng đẹp lắm. Những cái hàng này Diệu đang bỏ sỉ cho khách. Sỉ của nhà Diệu là đã là 100 mấy rồi. Mấy áo chị mua tầm 200 mấy không đó. Chút Diệu, tại vì còn cái đợt hàng này á, là Diệu không có tính like, Diệu cũng không có đăng hình, không gì cả. Mà Diệu không có hàng để like á, Diệu làm tương tác trang cho vui vậy thôi chứ. Cái này là nếu mà tính ra giá là lỗ lắm. Mà cũng phải bán thôi cả nhà. Mấy áo mà Diệu đang mặc đây là 85 ngàn nha, hàng VIP luôn nha các chị. Đúng hàng các chị mua là lại 200 mấy, 300 ngàn đó nha. Nói nó vậy để các chị chút bấm á, đứng gần cho các chị ngắm chút coi có chết tải. Tại vì hàng này, mấy hàng này là hàng trung mà mình chút, mình chỉ có mua là mua đồng giá đó. Đồng giá là Diệu có nói rồi đó, một giá duy nhất thôi là 85 ngàn, một giá duy nhất nha các chị. Các chị mà nhìn mấy cái áo không, nó chỉ bất ngờ hết trơn luôn. Thì Diệu nói rồi, Diệu bỏ sỉ là giá đã 100 lẻ mấy rồi, sỉ của Diệu á. Nhưng mà đợt này tài còn 500 cái Diệu tặng luôn, tặng vào cái mã hàng hôm nay luôn á. Mà Kỳ, mỗi lần đặt vậy là cái nút sao không ảnh hưởng gì. Chị đã hỏi người ta rồi, người ta kêu không nên, chứ không phải là không ảnh hưởng. Thì ai đụng gì đâu. Cả nhà ơi, trưa nay mà chị nào mua chốt áo sale là chia sẻ dùm cho em nha. Chia sẻ cho em nha. Các chị tương tác nha, không ảnh mình là không phải lỗi tại em đâu này. À, Diệu báo luôn nha, quần em Diệu đã may thêm một mà... Tắt cái chế độ chung, chế độ tin nhắn. Diệu đã may thêm là màu trắng. Sạc luôn đi, xong sạc cho. Để không máy. Chị là tắt, chị ấm. Rồi, tắt được. Diệu may thêm màu vàng, màu kem và màu trắng, để cả nhà có thể là bổ sung thêm cái mã quần này. Chỗ vàng đẹp lắm nha. Là có size LXL 2X đến 70kg đó. Từ 46kg đến 70kg. Tùy theo mẫu các chị sẽ tâm chút em tư vấn cho chị chọn nha. Quần ai chốt thêm nhắn cho Diệu nha. Mới may ra, số lượng có ít thôi. 175 ngàn một quần Diệu đang mặc này. 47-48kg đến 70kg kèm màu dùm em. Kem vàng trắng bò nâu tím. Ok chị Đàm Mỹ Dung, chị nào mua quần này rồi là biết. Ok chị Đen Đa Lê, chị không nào mua quần này rồi là biết. Em may mà tính ra giờ số lượng đến 2.000 rồi đó các chị. Tại vì em may thêm mà, em may thêm 3 màu 500 cái nữa nè. Đẹp lắm. Tím nâu bò vàng, không vàng đẹp quá ha. Cái này vàng phối với mấy cái này mà có mấy cái màu này này, phối nhắn lên đành mà phối lên hơi bị xin luôn á. Sao em không ra đâu. Quần trắng 52kg thanh bình có kem luôn á, vàng và kem 60kg. Ok Mỹ Trương,
đẹp, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Trắng 60kg yên tinh độ size LXL 2X, chị cứ để lại cái nặng em sờ size cho. À, size của XL là dưới 62kg, size của 2X là dưới 70kg đó. Trưa nay rất là nhiều đồ đẹp nha các chị yêu. Trắng 70kg Mỹ Quỳnh. Ok, đầm Mỹ Dung lấy kem luôn. Quần bò 53kg, ok Sương Lê. Để chị in ra, bên này giờ là in ra bằng mặt. Kiểm tra lại thôi. Máy không tìm được cái in. Sao mày em in được cái này? Thất bại, em thất bại, em tìm được. Đam Mỹ Dung đi bao nhiêu ký? 56 đúng không? 56 ký. Bò 53, Sương Lê. Đọc tên lên nha. Đến ai rồi, đến Sương Lê đúng không? Các thằng mới, các chị ơi, đọc bài kim giúp 6 ký kèm đồng đi cọc giúp em cái nhé. Áo trắng 53 ký. Từ từ, áo 85.000 em chốt sau. Áo nhiều lắm, 500 cái, tha hồ mẫu là chốt. Quần tím và nâu 70kg cho chị trước đi. Lê Trinh. Chốt quần trước cho em. Quần tím và vàng cho chị Thanh Tuyền Lê. Các chị chốt quần nhá, quần 175 chị. 175 kèm mày. Kèm 60kg cho chị Trương Kim Ân ạ. Các trong mới các chị ơi, cái máy đó màng màng gì á? Diều ấy. Diều. Sao cái này diều muốn vô ta? Vừa mới in cho chị ra đơn đâu mà. Nhưng cũng được nè. Diều chị mà. Chốt áo chị. Kêu, rồi chị xuống lên đường rồi chú bác. Kèm cái máy, cầm cái máy này nó in dùm em vô đi, tự cái máy này dùm em. Thử chị, lại máy dùm chị. Rồi chị ok nha, chị đang nhìn chung. Em in cái thôi. Và chị Trương Kim Ngân là có kem rồi chị nhóm. Cái mã này nè. Rồi em điện chị. Nó không có hiện lên á. Đợi em xíu nhé các chị yêu. Quần này, quần á có màu để em. À, cái máy không em được á. Bì sao ba bìa này. Ờ thì nói với Thủy đi. Ờ thu xếp em. Thủy ngoài ở ngoài thu xếp đi. Thủy quần đặt hai quần. Chị Hồng Thân Quế, Trình Nguyệt thì Thân Quế đặt lại giúp em nhé. Chị em chưa thấy quần của chị ạ. Quần vàng 65 cho chị Mỹ Dung ạ. Chị Thân Quế đặt lại giúp em cái nhé. Thường vững. Quần là 175.000 nha các chị. Mình ghi màu kèm cân nặng hoặc là size nha các chị ơi. Giới thiệu lại nhé. Quần là 175.000. Mẫu này á là em bán là từ 48 hoặc 47 kg. Quần trắng và kèm 50kg cho chị Bằng Lê. Đến 50kg các chị kèm màu dùm em nâu. Kèm nhiều đó, may đến 2.000 quần rồi các chị ơi. Vàng mặt rất là dễ chịu. Bò tím. Đây là những màu em có hàng. Thì mình có trắng nữa. Mình thêm màu nào nhắn cho em Diệu nhé. Khách hàng mới các chị ơi, ghi kèm đồng ý cọc giúp em. Màu kèm cân nặng các chị ghi màu không là chắc chắn chị, không có đơn. Loan Phương ghi cân nặng giúp em nhé. Áo hôm nay đồng giá 85.000. Diệu nói các chị yêu. Các chị tin thì cứ theo em Diệu thôi. Còn không tin thì ngồi coi chơi. Nhưng mà Diệu nói các chị không để cho các chị thất vọng. 70kg vừa nha chị ơi. Tại cái đợt hàng này là Diệu về đến mấy ngàn cái. Và Diều bán cho sĩ Diều thôi, Diều không có bán lại trên live. Diều về cái này nào nếu Dũng nó nhóc đâu một tháng rồi, gần một tháng rồi Diều bỏ lên lầu đó. Mà Diều không đem ra một mẫu luôn. Diều cũng không đăng hình là vì Diều chỉ có để cái sĩ. Nhưng mà đợt này Diều không có hàng bán. Là nghĩa rồi, về bán okay. Live á, Diều không Hồng còn hàng Quyền luôn. Cho số cái cân nặng là Diều bắt buộc Diều phải đem hàng này xuống bán. Và chị chốt cho các chị giá 85.000. 500 cái cho các chị. Cân nặng các chị ơi. Chốt Diều bán cho các chị áo sau nha. Các chị đó. Ai sợ thì đừng có chốt. Mà nhưng nâu mà đã tin Diều rồi thì cứ yên tâm mà tới thôi. Vàng 70kg cho chị Tấn Ngân. Đưa mẫu lên như vậy là chị Hồng Quế cho sọc cân nặng chị Phương Loan là cho sọc cân nặng về quần lại nhá. Chốt lại giúp em cái ạ.
Áo mình chốt sau các chị ơi. Áo chưa bán. Áo chưa bán ạ. Chốt quần xong cái rồi lên áo để cấp tính lộn xộn. Áo là em chỉ là một giá 85 ngàn là các chị hình dung rồi. Rất là rẻ. Hôm nay tiếp tục tăng sale cái giá rất là tốt các chị ơi. Các chị chia sẻ nha. Mới 27 lượt chia sẻ, lên được 100 lượt chia sẻ, em lên áo. Chứ 85 ngàn ngồi chút không em chốt đâu. 85 ngàn mà bảo em chốt không em chốt đâu. Mất công lắm. Cái này là em tặng thôi, chia sẻ đủ lượt chia sẻ lên. Vâng, kem XL cho chị tí hiện cái kem. Quần này thì em không nói gì em bán, em rồi, không được nhận tiền. Nhưng cái áo này em bán thì em thấy giống như lấy tương tác thôi. Các chị cho em lượt chia sẻ đi, em lên áo cho. Chị Nguyễn Thị Phương Loan đặt lại quần giúp em nhé. Muốn ai muốn chốt áo 85 ngàn hôm nay 500 cái. Chia một người một nút thôi, không cần nhiều. Giờ trong này 300 người coi thì cứ một người một nút cho em. Tại vì mình biết rồi, em mà đưa ra cái hàng cho các chị là các chị lời lắm, cực kỳ lời. Quần 1754 cân nặng từ 47 cho đến 70 kg các chị nhá. Mình ghi màu kèm cân nặng giúp em. Hàng này là hàng trung các chị nhá. Vải áo chưa bán chị lên cho mình nghe tư vấn cho chị ạ. Áo em chưa chốt, khi nào đủ lượt chia sẻ em chốt luôn. Áo đủ lượt chia sẻ bán giá đồng giá 85 các chị nên mình đủ lượt chia sẻ online nhá. Nhiều làm cho các chị giá 85 ngàn. Hứa luôn, không đẹp không lấy tiền mà quần không để. Quần vàng 2X cho chị vào không để mất đi tính. Quần 175 nha chị Mỹ Ấn Hoàng ơi. Giống như hôm qua em bán đồ chúng em nói em chỉ cần trong like thôi. Sau like nhiều khách đặt lắm, 430 không chịu thôi. Đấy nhá, 80 ngàn một cái áo chân lên. Bỏ cái quần ra cho cả chị Thiện Mong. Chia sẻ đi các chị. Cảm ơn chị Mỹ Tương ạ. Quần vàng 65 ký cho chị Mỹ Dung ạ. Em muốn các chị chốt quần trước đi. Để chi xong rồi mình tập trung vô áo cho nó đỡ rối. Tại vì lúc đó em bán áo là các chị là hỏi quần lẽ là phải lối giới thiệu ngược lại em mệt. Áo chưa bán các chị nhá, mình đặt quyền trước các chị. Một người một lượt chia sẻ, đủ lượt chia sẻ lên rồi. 85 ngàn đồng giá em không tiếc, em để sẵn luôn. Nay tiếp tục là mở kho hàng sale các chị ơi. Cái này dù nói luôn nha, sĩ dù đừng dành dù. Tại vì dù để cho các chị giá rất cao, chân lên 20-25 ngàn. Mà trên live dù lại bán cái giá này là các chị đừng buồn dù. Không phải là dù dù lời nhiều bán cho các chị lời nhiều đâu. Cái này là dù bán dạ, lời lấy tương tác thôi. Mình cọc cả cùng được nhá. Chị đặt mà kèm số điện thoại giúp em nhá. Hiện tại là nhà không có còn đơn à, không có còn hàng để like. Nói vậy luôn các chị. Bán hết luôn, bán chỉ còn mấy cái quần. Em bán một khách sĩ em á, like một ít thôi nhưng khách sĩ em ôm còn nhiều kinh lắm. Khách sĩ em lấy hàng rất là kinh. Không có số lượng để em like luôn mà. Bây giờ nhà em là đang thiếu hàng đó các chị. Mà em đem áo này ra là cái hàng này là hàng của dành riêng cho khách sĩ đó. Mà phải đem ra trên like làm 85 ngàn. Để cái công em bỏ ra em không có uổng. Các chị cho em một nút chia sẻ. Khách hàng mới các chị đọc bài ghim giúp shop ghi kèm đồng ý cọc giúp em nhé. Khách mới coi bài ghim nha các chị mà đặt là em không thấy đọc là các chị biết rồi đó. Là không đúng cú pháp là không đọc tên nha. Rồi. Một quần xám cho chị Thu Trần. Xong chưa? Xong quần rồi thì lên một bắt đầu quần trắng, một quần tím cho chị Mỹ Ân Hoàng. Áo trắng là chưa bán nha chị Nguyễn Thu Thị ơi. Mình đặt quần trước nha. Quần 175 các chị ơi. Màu kèm cân nặng ạ. Các chị đủ lượt chia sẻ đi. Bò 48 cho chị Ngon Mon ạ. Quần bò và trắng cho chị Nguyễn Thu ạ. Quần xám cho chị Thu Trần ạ. Quần 175 các chị. Màu kem cân nặng là được ạ. Quần màu kem cân nặng các chị. Màu kem cân nặng thôi. Để lại em từ 47kg ok luôn. Đến 70kg. Ai mua quần này rồi là biết. Dù bán dù nó dũng phải bán một hai bữa đâu. Dù bán 2.000 cái rồi. Mang lên một cái quần bò đây. Dù bán là để 2.000 cái bò này. Nâu khách hàng mới các chị đọc bài. Cái này sai nhỏ nhất. Ghi kèm đồng ý cọc nhé. Mong màu vàng đẹp dạ. Vâng, cảm ơn chị Mỹ Tương nhé. Tím nhìn nó rất là nổi ạ. Toàn là màu đẹp không, lên nặng nữa. Mặt nó mắc rồi hả? Kem. Em may màu gạo mà không còn vải. Quần vàng 67 ký cho chị Nhung Phạm. Các chị khách hàng mới nghe em tư vấn này, các chị đọc bài ghim giúp shop ký kèm đồng ý cọc mã số điện thoại, mình chỉ cần ghi một lần rồi. Là được rồi ạ. Chuẩn bị tinh thần nha. Áo này chị 175 quần 175 chị ơi. Chị Thu Thủy không có chia sẻ là chút dù không đọc tên đâu nha. Chị Nguyễn Thu Thủy nha, chứ các chị có đặt dù cũng vậy thôi à. Đây dù bán 85 ngàn dù chi tiên khách chia sẻ thôi. Nói thì các chị đừng buồn em. Chị Thu Trần cho shop cái cân nặng nha chị Thu Trần ơi. Rồi, chút bây giờ mà dù đọc, dù sẽ chốt những áo này là dù dành cho khách có chia sẻ nha các chị. Bắt đầu nha. Chị nào không chia sẻ là coi như là người coi live buổi mỗi hôm nay là đừng có dành dù. Đây là cái mà dù nói rõ luôn. Dù có dù và các chị có mối đi chăng nữa. Tại vì 85 ngàn này em chỉ là xin nút một nút thôi, em xin nhiều. Chị Thúy Liệu, chị Thu Trần, hai chị cho em cân nặng nhé. Để em chụp luôn cho hai chị ạ. Cảm ơn chị Thu Thủy ạ. Bò kem cho chị Nguyệt Kim Em. Quần 175 nhé các chị. Mau kem cân nặng giúp em cái ạ. Like này các chị ơi. Áo màu vàng và nhận, tím các chị hàng chưa nhận nha. Áo chưa mở bán các chị, mình chia sẻ đủ lượt like các chị nhé. Chị nào không thấy lượt chia sẻ là từ biết luôn á. Nó có hiện cái nút chia sẻ lên á.
là mình biết mình có chia sẻ không. Rồi, cảm ơn chị Thúy Liệu đã cho sắp cân nặng nhé. Chị Thu Trần cho em lại cân nặng tay chị ơi. Các chị ơi, đặt hàng quần kem bò chốt cho chị Mỹ Quỳnh nhá. Đặt hàng các chị, hàng này có ít lắm nha. Mình em về có 500 cái ba màu à. Thu Trần, còn okay, mấy màu chị này là màu cũ này. Đưa giấy ra đi. Cảm ơn chị Thu Trần nhá. Đưa giấy ra cho mấy bạn soạn đi. Khách hàng mới các chị ghi tầm đồng ý cọc giúp em cái nha. Quần bò 70 cho chị Khánh Ngân luôn ạ. Đưa luôn. Chị Đàm Mỹ Dung là có một quần này rồi đó. Đàm Mỹ Dung lấy quần trắng luôn. Ok nha chị Đàm Mỹ Dung. Quần á 175.000 các chị yêu. 47kg đến 70kg các chị chỉ cần để màu kèm cách nặng đừng có ghi hai dòng. Khách hàng mới các chị đọc bài giúp cho chị kèm đồng ý cọc giúp em. Giả sử các chị đặt vàng thì kèm cách nặng vàng 47kg, vàng 56 nào, vàng 70kg các chị ghi rõ ra cách nặng. 56 cho chị cỏ mây nha. Bò kèm cách nặng. Áo chưa mở bán các chị ơi. Áo chưa bán á. Tính 70 cho chị Khánh Huy nha. Và kem kèm cách nặng. Cái cách chốt đơn của hôm nay là áo em sẽ bán một giá là 85.000. Là các chị sẽ khỏi cần ghi giá nhưng mà các chị sẽ ghi cái mã. Nhưng khách mới là phải có số điện thoại kèm đồng ý chuyển khoản. Em mới nhận đơn. Chuyển khoản là sau like mới chuyển. Còn bây giờ mình chốt trước. Có hàng thì mới chuyển khoản sau like nha. Còn quần thì các chị yêu ơi, từ 47kg đến 56kg em nhận của size L, 57kg đến 62kg em nhận của XL, và 63 đến 70kg em nhận của size 2X. Quần và mông cao nhất em là đến 120. Các chị yên tâm chốt ha. Chị Minh Mạnh cho em một cái cân nặng chị ơi. Lấy quần đi, tôi nhận rồi, mặc đẹp mà chất lượng. Giá chị có cái nhầm vàng là sao chị ơi? Nãy chị đặt quần vàng và quần nâu 56, chị lấy cái nào ạ? Thì vàng với nâu có hai cái mà. Chị ấy đang hỏi là nhầm vàng, hỏi là sao? Chị Minh Mạnh cho shop cân nặng nha chị. Mau kèm cân nặng đối với cái quần này nhá. Em đi trước đi rồi hỏi rồi xong rồi mới lấy. Xong hết rồi. Thoa kim lấy size nhỏ này em. L. Okay. Các chị lấy cái quần cho các chị, mình ghi màu kèm cân nặng giúp em cái nhá. Minh Mạnh size 58kg, mình lấy size XL này. Em điền có size XL. Okay. Rồi, chị Hồ Bê bò size 58kg. Ok. Trương Kim Anh, chị yêu. Rồi 60kg luôn nè. Chị Vân Thúy hai màu, bò và nâu 53 mình mặc L. À, chị lấy vàng bỏ nâu nha. Cỏ mây kỳ chính là cái đó. Không, Thu Thủy áo em chưa chốt nha. Rồi kem. Ok, chị Ta Kim kem mua dùng vừa lấy size XL. Thực sự quần này dù nó rồi dù bán đến 2.000 cái là dù bán từ năm ngoái cơ, chứ không phải là gì đâu mà dữ dằn. Nhưng mà cái màu dù lên với cái phong dù lên hàng rất là ok. Vạn mua rồi, ok lắm. Cảm ơn chị Thúy Liệu nha. Tím kem 63kg cho chị Trúc Nguyễn ạ. Các chị lên luôn để chú ý và 57kg cho chị Lâm Phan Mỹ Phương ạ. Xong rồi là em qua cái hàng áo cho nó đỡ rối thôi, tại vì chút mà em lấy áo các chị là cứ hỏi bác em bò 60kg cho chị Khoa Đoàn ạ. Rồi thêm bò 67kg cho chị Nhung Phàm ạ. Ai chưa chia sẻ thì chia sẻ đi, mình chốt áo bây giờ luôn nha. Khách hàng mới các chị ghi kèm đồng ý cọc giúp em nhá. Quần là 175 các chị ơi, từ 47kg cho đến 70kg mình ghi màu kèm cân nặng nhá. Trắng 60kg cho chị Yến Văn Độ ạ. Quần này là ở ngoài cổ này đúng không? Đúng rồi, có cái nâu 175. Sao vậy? Thúy đâu? Đi giải về không kịp nấu ăn thì phải ở vô đây. Rồi quần vàng XL cho chốt cho chị Đinh Huệ luôn ạ. À đúng rồi. Khách hàng mới các chị ơi ghi kèm đồng ý cọc giúp em nhá. Để em chốt lên cho các chị nhá. Rồi quần trắng XL ok chị Đinh Huệ ok. Dạ, em bán 85.000 cái áo này và biết nhà em nói nhiều không, nhiều 500 cái mà nhiều đem ra thay vì nhiều bán là nhiều bán là bao nhiêu ta, nhiều bán hai mấy trăm cũng 100.000 khách cũng mua ào làm chi bán rẻ dưới dạ nói không kệ đi này. Ngực này các chị thoải mái quá trời này, 62kg nha chưa. Rồi ngực ơi chút là nói. Các chị đang xem trên live, các chị nhớ like và chia sẻ để mình chuẩn bị đủ cái lượt chia sẻ mình lên áo 80 các chị nhá. 85 à? 80, 85. Rồi, bây giờ mình lên quần liền á. À, lên áo luôn nha. Các chị ok chưa nè. Bắt đầu 85.000 đồng giá nha. Quần mặc đẹp lắm, mấy chị cứ yên tâm mua đi. Em mua đủ màu hết rồi. Cảm ơn chị Đàm Mỹ Dung nha. Dễ thương quá Đàm Mỹ Dung ơi. Màu mà vừa may là như là vừa may. Nếu mà 2.000 cái thì đương nhiên vừa sẽ quần phải may tầm 60 cho chị bé Phan ạ. Mình thấy nào? Ok, áo xanh đang mặc chị Ngà Tô Thúy. Rồi, có luôn. Có không? Rồi, trắng. Trắng 62kg. 62kg trắng em đang mặc. Áo trắng đang mặc 62kg. Các chị ơi, tất cả đều là 85.000 đồng giá. Riêng chất
các chị cứ yên tâm, em nói em bán một cái áo 400-500 ngàn được thì không có gì mà 85 ngàn em đi lừa khách. Mình cứ mình chỉ có là có bấm lại kịp với khách nhà em hay không thôi, chứ mà hãy sợ mà hỏi. Với lại nhiều chị đừng hỏi nhiều quá nha, em nghe em tư vấn là bấm thôi. Vâng, ít đeo cho chị hồng cao cái quần ạ. Rồi ok chị. Rồi trắng nha, bây giờ trắng cho chị. Chị Thu, ok, đừng ghi giá 85 ngàn các chị ơi, khỏi cần ghi giá 85. Khỏi cần ghi giá 85, em đọc mã, mình bấm thôi. Chị bấm cho em, để em bọc quần. Mày, màu gì? Bán từng màu một. Trời ơi, thiệt. Thử lên cho mấy chị coi, em nói thiệt. Em, đọc số lượng luôn nhá, để biết. Trời ơi, không có nhiều đâu, nhiều mẫu lắm. Ôi, nhã mang luôn á. Thêm quần trắng ít eo cho chị mi tươi. Em đọc mã nha, các chị không bấm được là các chị thiệt chứ không phải em thiệt đâu nào. Rồi cho lên đi. Màu nào có cái. Màu nào có cái. Tất cả đâu bỏ lên đi. Có tất cả thì bỏ lên liền. Trời ơi. Các bạn mời ghi cho em đồng ý cọc giúp em tay các chị nha. Rồi em bốc em dục xuống thôi. Ngoài nó đỉnh lắm chứ một bàn tay đây. Chị lên, chị ghi lại cái đây, quần màu giúp em nha. Không phi lên, ghi màu giúp em ạ. Ngoài nó đỉnh. Màu vô kìa. Thu ơi, bay vào đây đi em. Nhanh luôn, nhanh nhanh vào đây đi. Tại mấy áo này đẹp mà khách sẽ bấm tiếp nhanh. Trời ơi, mấy chị ơi, không thử tôi thử lên mà nó xinh như thế này mà 85 ngàn. Ở đâu có. Chỉ có Hồ Thúy Diệu mong chia sẻ là thôi thiệt thòi đó. Ai chưa chia sẻ thì gặp. Trắng, quần trắng sau 3 ký cho chị Trần Bích Liên nhé. Các chị mình ghi đối với mã 85 các chị ghi màu là được nhé. Còn đối với quần các chị ghi màu kèm cân nặng giúp em nhé. Rồi, bây giờ em đọc nha, chị để chị bấm nha. Ghi chụt quần, còn chị cứ áo đi. À đúng rồi. Tại vì bên quần này cũng đúng rồi. Tại vì hàng này không có nhiều. Quần các chị khách hàng mới các chị ghi kèm đồng ý cọc giúp em nhé. Áo em đang mặc các chị đẹp ơi. Đẹp chút đơn cho. 63 ký đổ lại. Các chị ghi dùm cho em. Mã 63 kèm màu trắng, hồng, tím, xanh, đen, 63 kèm màu vậy thôi. 63 ký đổ lại. Đối với riêng quần thì quần 175 nha các chị. Ôi đẹp quá. 63 kèm màu lụa. Trời ơi tuyệt vời luôn. Về nhận cái áo không ngang với 300 mấy ngàn lên đây là anh Diệu. Quên là đến 70-71 63 kèm màu, 63 trắng bằng lê, 63 trắng đen cho chị Mỹ Trương. Rồi hết trắng. Rồi 63 cho chị Mi Quỳnh. 63 cho Hồng Quế đen. Ngưng 63. Trắng cờ trắng có cả trong người tôi nha. Là hết nhìn trắng rồi đó. Rồi tiếp tin có đen. Tím đen hồng, ok chị qua mùi. Tím đen hồng, rồi hết hồng luôn. Rồi. Đen cho Lâm Mỹ. Đen hồng. Lâm Phan Mỹ Phương là giá 85 ngàn. Mã này là đến 63 ký. Là nghĩa là từ 4 mấy ký đến 63 ký được hết nha. Các chị mình đang xem đây là các chị nhớ chia sẻ để mình tặng thêm nhiều mã nha các chị. Hả? Chị in mình nhầm. Hết trắng rồi chút ít nghĩa. Rồi, chỉ có hồng, tím thôi. Tím cho chị Mai em trần được một cái. Cái liêu đen tím được hai cái trắng hết hàng. Tím Mỹ Tri Dương Tân Dương Thiền Minh, ok xin cho chị Thiền Minh. Khách nói Thảo Lê có tím thôi hết hồng. Ngọc Phương đen hồng hết. Các chị nhớ la và chia sẻ nhé. Hồng Lê tím lên liên liên cũ đen. Còn các chị ơi còn đen xanh tím tím cho Huyền Trang đen cho Linh Nguyễn thì không bấm chạy không nóng không hả? Đen xanh là thì không gửi bên kia phải không không gửi liên không chị bảo cái cho chị đen xanh cho chị Nâu Lê đen cho chị Thu Phúc Nguyễn đen. Thu vàng quần tím và quần vàng 60 ký không hết hàng không hết hàng. 63 kèm màu dùm em. 63 kèm màu xanh Mỹ Tri Dương Mỹ hồng không có cái tôi nha hết hàng rồi. Rồi xanh hết hàng. Vô nói với cả nhà ơi, cái này khách sĩ em sẽ la dữ lắm nè. Tại sao tôi bán hai giá 85 ngàn này là em mới giá tại Trung Quốc. Rồi tím đen 63 ký đổ lại không có sai các chị.
trắng hết hàng rồi. Rồi giờ đen Phường 7 đặt gì không biết luôn. Mỹ Dung có đen, giờ còn đen với tím thôi. 70kg không vừa đâu Khánh Duy. Mấy chị đặt cái gì kỳ vậy? Chút xả ra có mất công không chứ chị yêu. Ok Phạm đen, Phạm em bán mã sau 3 là miễn sau 3kg. Em bán toàn báo rồi là các chị đặt đến 70kg. Bằng lê ok. Thêm đen Huyền Trang, chị đặt về là vừa bỏ qua tin nhắn hết. Nguyễn Tiếp 3 màu, được 2 màu nha chị Nguyễn Tiếp. 63 là 63kg đó các chị nha. Hết luôn đầu tiên ơi. Tím cho tí Hiền Trần. Đen Nhung Phạm, các chị đừng xả nha. Tân Dương hết rồi, mã đen cho chị Phạm Thị Thắm. Yến Văn Đỗ ok. Ok, Nam Hương đủ màu. Ui, mấy chị chốt thì chốt thôi chứ mấy hàng đầy việc. Em được, em đảm bảo em bán rất nhanh. Ok, Ngọc Thảo Lê. Ok, chị Phục Lê Hồng. Huyền Trang ok. Mimi Nguyễn. Chị nào ngược vừa đừng lấy nha. Thêm tím cho Mi Cương. Bây giờ bán không kịp nữa rồi đâu ngược. Ok nhím Tam. Đen Chị Tiền Ngô. Đen Chị Tiền Nguyên. Mi Cương thêm tím có rồi. Không tím đậm là quần đó chị ơi. Đen cho Quang Mai. Đen cho Trần Ngọc. Đen hết rồi. Đen cho Bích Liên. Mã 63. Tím cho chị Dung Kim. Sao không ký không vừa nha. Mai Liên đen rồi hết. Dù bán đồng giá 85.000. Dù có đăng trước để cả nhà có thể chuẩn bị trưa nay xanh. Em bán con này đến 63kg tối đa. Nhắn vừa đây. Rồi còn tím thôi. Hết hàng. Còn cái đen nữa hả? Đen đưa cho chị Mỹ Dung. Em Mỹ Dung có rồi, bỏ bỏ đây. Kim nhá, Kim Dung có chưa? Đem cho Mindy rồi. Em Mindy. Rồi hết đen đi. Rồi tím. Hàng sau tím đấy, ok. Đấy cô Lý. Đem cho chị Hồng Vinh thì cẩm. Chưa cái. Này giờ cái bao gì cho. Tím Phàm đẹp. Trời ơi, vừa nói đồ này đẹp lắm. Tím Kim ơi. Tím Mindy rồi. Tím Giang Kha 63kg đổ lại đó các chị nha. Tím Kim Lam. Rồi tím còn nhiêu đây. 85.000 hôm nay đồng giá. Các trang mới các chị đọc bài Kim Dung sau khi kèm đồng. Ủa không có đồng ý chuyển khoản nào. Ok chị Lê Kim Dung. Tím Diễm Xanh Nguyễn 63kg đổ lại. Trời ơi, màu tím yêu mừng. Nguyễn Tâm. Cách nói mã hàng số điện thoại kèm đồng ý chuyển khoản cho chị. Lê Nam Khách chưa có đơn bên nhà em nha. Rồi chốt cái quần trắng XL cho chị Phạm Thị Thắm nhé. Quần á là 175 các chị nha. Nãy vừa có đưa rồi đó. Quần thì mình nhớ là màu kèm cân nặng nha các chị. Ê chị ơi, các chị ơi đừng có tặng sao nha. Tốn tiền các chị đó. Đừng, em không có thủ đề gì lắm. Không, nó tí phí các chị đó, đừng nha. Đừng bấm tặng sao, đừng bấm nha. Để em với em tắt cái chức năng đó đi mà em. Cái tay đâu các chị đừng đăng ký hay sử dụng gì nhá. Mình cứ xem là được rồi ạ. À, xem thôi, đừng có tặng sao nha. Đừng có tặng sao. Rồi. Trời ơi. Áo hôm nay đồng giá 85.000 các chị. Mình nhớ like và chia sẻ để nhận được mình thêm các cái mộc mới các chị. Quên là 175 các chị nhá. Khách hàng mới đọc bài Kim Dung shop ghi kèm đồng ý cọc giúp em ạ. Em ơi 500 cái là em canh tầm 1 tiếng. 1 tiếng đi. Em bán đồ vậy đó các chị. Đừng mở ra nha, áo trắng. Không có. Hơn 200k mà được 3 cái đẹp chất lượng ghê. Cả nhà dù nói là cái này đang bán, người ta đang bán 300 mấy ngàn luôn đó. Tại dù bán sỉ. Dù đang bỏ sỉ nha các chị. Các chị mua là mua chơi chơi thôi. Nhưng về là bất ngờ. Hôm qua dù còn bán áo giống mà dù sale các chị mua 350 mà vẫn còn bán ào ào vậy. Thì các chị cứ hình dung đi, em thế nào em. Vì 85 ngàn em mất khách. Nói vậy là để hiểu thôi. Rồi quần là like này nha các chị ơi. Quần đến 70kg áo đến 63kg. Đây chưa các chị muốn trẻ trung. Ở đây nhìn bộ đồ này các chị còn đi 200 mấy ngàn bèo quá trời bèo. Áo mình lấy từng màu các chị ơi. Áo màu gì dù có màu thôi. Dù còn tím còn mấy cái qua luôn nha.
Dù thông báo, dù không nhìn sao like, dù không nhìn xả đơn, không đổi nha. Tại dù đã bán sale rồi, các chị phải hình dung là đừng làm khó sốt. Ok, duyên đàn này. Kiếm mai lấy thêm nghe lấy luôn. Còn nhiêu cái thôi. Ok, Hồng Hải, đúng rồi chị. Làm một bộ như vậy tuyệt vời luôn. Nguyên cần chưa đến 300 ngàn chất lượng. Chính xác luôn chị yêu. Kiếm ok, duyên đàn rồi. Bạn còn 3 cái áo kiếm cuối cùng. Kiếm bích liền. Áo 85 ngàn đồng giá. Chia sẻ. Vậy thôi, rẻ lắm. Còn 175 ngàn. Nói chung là mua mặt chơi chơi thôi, đừng có quan trọng cái giá tiền. Cứ nghe em chỗ tư vấn đi, đừng quan trọng giá tiền, quan trọng là mình mặc được cái không thôi. Thì cả nhà ơi, mình mặc cũng được các chị nha. Mua cho con gái, nếu mất các chị mà có con mà con gái cỡ mười mấy tuổi à, đến trở lên á, vẫn mặc rất là dễ thương. Mình 30, 40, 50 vẫn mặc bình thường, cái quan trọng mình phối cái gì thôi. Áo đồng giá 85.000, quần 175 nha các chị ơi. Cắm tú, cắm hồng tím, men tư tím, rồi hết hàng tím. Đó. Đi tiếp nha. Hàng 85 sẽ không có chỗ sau like nha các chị ơi. Nên mình cố gắng mình chốt trên like này luôn nhá. Bây giờ mới rảnh đây đo ngực cho mấy bà yên tâm này. Cái ngực này là phải 100, thoải mái, không lo nha. Quần có màu đen không? Quần có màu đen. Có, màu đen sẽ nhỏ. Ý chạy lên lầu cái màu đen sẽ... Này 53 này. Là ngực 106 này các chị. Quần đen bảo chứ bây. 53 là ngực 106 nha. Ok chưa? 175, coi có sai gì. Nên nhiều nói rồi, nhiều báo là nhiều trường hao cho các chị. Mà các chị cứ hỏi nhiều đau ngực là ngay lúc đó là quần bò 679 cho chị Gia Hình Nguyệt. Chị mua áo và quần cho cả hàng này con mặc đẹp. Đúng là chị yêu ơi, chính xác lắm. Quần 175 các chị ghi màu kèm cân nặng giúp em nhá. Ghi thêm chữ quy rồi để đảm bảo lợi nhuận chung với áo. Áo tím hiện tại là bán hết hàng rồi các chị, mình sang mạng khác nhé. Cái quần hàng này lên cho nó nổi, phối cái áo cho nó nổi. Áo đã bán hết các chị, mình lên mạng khác nhé. Xem bên này nè. Đó, dưới lấy đi. Riêng buổi ngày hôm nay thì áo sẽ đồng giá hết toàn bộ là 85.000. Rồi, cái quần này các chị coi này. Đen con sai gì em? Nên tại sao mà em bán quần được là vậy đó. Đen con sai gì? Khách hàng mới các chị ơi, ghi đọc bài kiếm giúp sau khi kèm đồng ý cọc để em chốt đơn nhá. Nhiều chị đặt nãy giờ mà chưa có hàng nha các chị. Áo này to nhỏ hơn, áo này to nhỏ hơn rồi. Mà tím đã bán hết rồi các chị, mình sang mã khác nè. Quần thì các chị ghi màu kèm cân nặng giúp em ạ. Quần 175. Trời ơi, cái dàn nút của nó thôi cũng đã thấy mất tiền rồi chứ đừng nói là áo rồi ren rồi phối, nói chung kênh được sale thôi. Chứ đúng ra gốc thì làm gì có. 85.000 đồng giá hết, cái nào cũng vậy. Tím đã bán hết hàng rồi các chị ơi, mình sang mã mới ạ. Rồi các chị, xanh nha. Cân nặng lúc đầu xanh giống cái này. Nhỏ, cái này tầm 57kg thôi. Xanh 57 các chị, mà tiếp theo xanh 57. Xanh 57, dễ thương chưa? Chứ không được luôn. Còn vàng ai lấy thì cứ lấy. Xanh phối trắng phối gì cũng được nè. Xanh 57. Tại vì đang mặc hai cái quần này. Xanh 57 cho Duyên Đoàn, xanh 57 Nguyễn Trí Dương. Thôi để tôi. Còn vàng ai lấy ghi luôn nha. Xanh nho mình đi. Xanh tình nghĩa. Rồi, ok, nhìn thêm quần đen nha các chị ạ. Bích Ngân. Chị nào mặc quần đen cho mẫu xuống chưa? Bích Ngân ok. Hái hồng quần vàng 60kg ok. Thêm. Ôi, Duyên Đàm bỏ riêng ra cái thôi. Dư đã. Bình Nguyễn xanh. Áo xanh ngang bình. Con Lý xanh. Tiền Nguyên xanh. Phương Nguyễn xanh 85.000. Quần trắng 70kg thu hương. Xanh cho Phạm em. Quần để vô lên màu cho. Rồi. Đúng là Duyên Đàm hai xanh. Chung là mẫu đẹp. Xanh cho chị Kim Loan và An Nhiên. Xanh còn hai cái. Rồi em bán xong đi. Mình nhà em nói bán cái gì mà cái độ mà rẻ dữ gì nhiều. Lâu lắm rồi mới có cái giá này cho các chị đồng giá mà đẹp quá trời hàng mới. Ok chị Duyên Đoàn là có hai xanh rồi chị nhé. Phương Tảo xanh. Rồi hai cái cuối cùng. Áo hôm nay đồng giá hết toàn bộ 85.000 nha các chị. Quần 175.000 nè. Mình ghi màu kèm cân nặng giúp em nhé. Rồi 11 cái L và 2 cái XL. 2 cái xanh người khung. Chốt cho chị em. Lê Phượng và chị Liên Sài Gòn Nguyễn. Rồi quần đen em bổ sung size L dưới 50 dưới 57kg là 47 đến 56. Quần vàng tính cho chị cung phẳng thì size 2X á. Size 1X á là 62kg đổ lại. Rồi quần đen em bổ sung được thêm cho các chị yêu. Size 2X có 2 chị thôi. Size 1X có 2 chị thôi, còn như size L. Quần đen
Quần thì các chị ghi màu kèm cân nặng okay. giúp em nhé. Chị Hương, quần đen, size của L. Rồi. L với XL thôi nha các chị yêu. Chị màu đen này trước đi, rồi lấy ai dùng. Quần đen XL cho chị Mi Tương. Rồi, ok. Trên kho còn bao nhiêu là đem xuống không là hết xung rồi đó. Nói chung hôm nay chị Diều sẽ sale tặng rất là nhiều cái mạ để mà gửi tặng các hai chị lấy nhé. Trắng lấy kem thì cứ báo em nha, quần đẹp lắm. Đen, chị Cúc ơi bao nhiêu ký? 66 không được chị. Không được, 66 ký là không vừa rồi chị yêu. Đen 57 cho chị Lâm Phan Mỹ Phương, ok chị nhé. Rồi size XL luôn, rồi còn nhiêu tất cả nhìn size L. L lại ra được. Không, không. Ừ, chị đó, 56 ký đổ lại. Quần đen với tên L hết hàng, nhìn size L. 57 ký mặc vào size của XL. Cả nhà thân yêu ơi, dù còn size L thôi nha. Vàng đúng size. Khách nói mã hàng số điện thoại đem đồng ý chuyển khoản. Đây chị nào vào sau này. Nâu. À bò. Vàng. Nâu. Tím. Còn 175. Quần thì mình ghi quần các chị màu kem cân nặng giúp em nhé. Kem. Quần 175 các chị. Trắng em đang mặc. Blend and bột. Và màu đen chứ còn size L thôi. Rồi em qua nha. Em bóc lên sau cho các chị về đi. Em vậy đi. Rồi. Lên áo chị. Ý Nguyệt xong bỏ từng trong vầy bỏ gì kia vậy? Nè. Cái này là dàn ra để em rút em chụp xuống chứ. Bây giờ sao đem đi bán hàng bây giờ lại chút chắc kiểu thế này. Không được. Cần trên like các chị nhớ nghe chị tư vấn các chị nhé. Để mình chốt hàng cho mình đảm bảo. Ăn hàng mà quên nghề luôn mới ghê luôn mới. Quần đen sau 2 ký là bán hết hàng rồi chỉ nhiên nguyên nha. Hiện tại mình còn các cái mã màu khác các chị. Còn kem, tím, trắng, vàng các chị. Đừng quên làm sao. Đúng đen này còn L thôi ạ. Khách đang mới ghi kèm đồng ý cọc giúp em nhé. Chị Phúc Thiên ơi, nãy giờ chị đặt nhiều rồi mà mình chưa ghi đồng ý cọc với số điện thoại em thì em chưa chốt cho chị nhé. Chị ghi kèm đồng ý cọc em chốt ạ. Trời ơi, áo đẹp quá. Quần nâu 58 ký cho chị Trần Ngọc ạ. Đẹp chưa? Nay bánh bèo, bánh gì, bánh tùm lum hết. Mạ xin 57 đã bán hết rồi các chị nhé. Mình chuẩn bị sang mạ mới ạ. Quần đen hiện tại đã bán hết rồi. Chỉ còn 557 ký trở xuống thôi rồi, các chị nhé. Áo này các chị ơi 58 ký đi. Ghi mã 58 kèm màu. Da đỏ, hồng nhạt, hồng đậm. Vậy thôi 57 ký. Mã 58. Mã 58 kèm màu. Đen trắng. Quá đẹp luôn. Chị Huyên vọng mình đặt quên hay sao chị? Ghi kèm cân nặng giúp em cái nhá. Rồi ok sai lời ok chị nhá. Mình mua trước rồi cọc sau chị ơi. Mình mua trước rồi cọc sau cả nhà cho em lúc chia sẻ nó đi. Hai em tặng nhá. Hồng đầm ok Mỹ Trương. Rồi hết hồng đầm. Hồng đầm có cái à? Hồng nhạt đỏ. Đây. 58 kèm màu. Mã 58 kèm màu. Là nghĩa 58 ký đổ lại đó. Chị em phải hướng dẫn các chị chốt như vậy á. Các chị biết luôn là cái phong áo đó nó chỉ có đến chừng đó thôi. Để mình không có sợ bị nhầm. Ok chị Trần Ngọc. Nói chung mình lấy đủ màu đi các chị ơi. Đỏ kem thì anh Linh. Giờ có trường ăn tầm tí. Cái này mặc cùng kem vô là ngon lành luôn. Mặc cùng kem vô là thì tuyệt vời luôn. Đỏ đẹp quá trời. Khách đồng mới ghi kèm đồng ý cọc giúp em nhé. Để chốt đơn ạ. Chị Phúc Thiên chị cho shop lại số điện thoại rồi chị đặt mã đi nhé. Sao vậy? Không phải hả? Quay qua em coi giống nhưng mà này có tay. À, chị ơi mình phải cọc chị ơi, mình cọc có thể là đơn dưới 900 thì mình cọc 100 ngàn chỉ cọc một lần các chị chứ mình đọc bài kiếm chút sắp nhé. Rồi tiếp chị tiếp nha, để vô đọc tiếp. Mã hồng cho chị Phạm lên. Đỏ cho chị Ngọc Phương. Cua năm cua lắm có đơn bên nhà em nha. Đỏ cho chị Trần Ngọc. Kem phường xỉu. Hồng nhạt thêm một nghi chương. Ok nơi vàng. Quần bò ok Duyên Nguyễn. Ok chị Thúy Nguyễn khách mới đồng ý này. Kem cho chị Thu Thảo mã 58 này. Tiếp kim đỏ này. Kim lan. Kim lan là hồng này. Nhỏ phải không? Quần mua xong quay lại chuyển khoản cọc 100 ngàn chứ có gì đâu các chị yêu mà không biết cọc. Chuyển khoản cọc có 100 ngàn mà chút hồ 58 đỏ. Áo đỏ hơi bị đẹp luôn á.
vải đẹp lắm. Mã 58 là 58kg đó chị. Em sẽ đọc cái mã đó theo cái giá cân nặng luôn. Để theo cái tông cân nặng luôn. Riêng mặt hàng này các chị hàn ký và không đủ trào xả hàng nha các chị. Tại vì đang bán sale và đang tặng các chị ạ. Chị thêm một quần sọc trắng, ok. Pha kim, size XL. Một kem, rồi chị có kem và sọc trắng, ok. Đó, ok, em sẽ qua nhanh nha. Rồi, giờ lên quần, lên áo tiếp này. Nơi bàn dù nhận đơn rồi. Nơi quần 62kg mỹ hình nhìn đặt màu gì chị ơi? Màu quần kèm kinh nặng dùng dịu ha. Để dù soạn đơn cho mình cho chính xác nè. Này áo đẹp lắm. Cái chưa gì em nói tầm 500 cái tầm phải 3-40 mẫu. 85.000 đồng giả hết đó các chị yêu. Áo vừa mặc một giả thôi. Chị đâm người ảnh. Chị không có đồng ý chuyển khoản. Chị đặt liên tục về dù cũng không có chốt đơn được đâu nha. Đồng nghĩa là mình mua rồi cuối like á mình mới chuyển khoản cọc 100.000 chứ không có nhiều. Nhưng các chị tên này đồng ý trước dù mới trừ hàng ngay bây giờ. Chị đồng ý là đồng ý cọc rồi. Nghĩa là mình quần trắng ghi một dòng nữa. Chị ghi chi nhiều dòng nhiều sao biết. 62kg kìa ơi, lý xây tên lờ đẹp mà rẻ nữa đó. Phải gì gì không? Trời ơi lùi bà ơi, vừa mà hỏi rõ không ai tư vấn từng cái một đâu. Rồi cho qua, nói chung bạn làm chốt thì chốt cho em qua rồi đừng có kêu em đi soạn. Nói vậy, thì các chị biết rồi. Nhìn hàng là mình biết luôn á. Ông đẹp với ông rẻ dù đâu không? Rồi chị đồng ý là có hàng rồi chị nhá. Màu bò và đen 56. Rồi. Rồi quần trắng sau 2kg cho chị. Ok, Hồng Nhung chắc màu đủ nào cho Hồng Nhung luôn. Các chồng mới kèm đồng ý cọc giúp em cái nha các chị ơi. Không có sai Linh Nguyễn ơi, áo đó 58kg đổ lại. Cái áo này các chị mua đồng mua hỏi sai đúng có hàng luôn nha. Đủ màu không? Đủ màu cho chị Dung. Không cho chị Thùy Đưa, Thùy Dương mã 58 không? Cẩm tú tình tì màu đỏ sau em qua mẫu rồi các chị mới đặt cho ta. Khoan đó chị Dương làm đặt mẫu này từ từ đi. Thu Thảo quần sọc vàng 56kg. Khách mới mã hàng số điện thoại kèm đồng ý chuyển khoản cho em nhận đơn. Đẹp mà đẹp nhỉ. Cảm ơn chị Cherry Nguyễn. Rồi mã 63 kèm màu dùm em. Mã 63kg đổ lại các chị bấm đi nha. Vàng đen được nha, các chị xanh ơi. Hồng. Vàng đen xanh hồng. Giá 100 à giá 85.000, 63kg tối đa. 48kg trở lên đều mặc ổn hết. Lùa. Rồi ok chốt quần trắng 70kg cho chị. Ok Lâm Thanh chị thêm cái màu đỏ này. Khách trong mời ghi kèm đồng ý cọc giúp em nha các chị ơi. Rồi ai có 63 dù nhìn đơn, còn không có dù không đọc. Ok, Bích Ngân 63 kèm màu. Ai có 63 dù đọc còn lại dù cũng đọc nha. Hồng và xanh, các chị Mỹ Tri Dương. Mã 63. Vàng 63 Hương Nguyễn. Được cái dù đọc ở bên đó. Vàng và xanh của Hồng Cao. Là nghĩa 63 ký cao nhất đó, các chị nha. Hồng và vàng 63. Hồng và vàng 63 bằng Lê. Hồ Thê Hồng 63. 63 Phạm Em Vàng. 63 Hoàng Nguyễn Nguyễn Đen. Chị lộn rồi vô chưa cái xanh. Rồi để nó luôn. Ngọc Thảo Lê ok luôn. Lan Nguyễn vàng. 63 Hồng Cường Sửu. 63 Liên Nguyễn đen. Ai có 63 đèn màu dù mới nhận đơn. Vàng 63 Hiếu Ngọc Phạm. Còn lại dù không biết nha. 63 Hồng Sinh vàng. Hồng Sinh vàng. Chúng ta dù đọc rồi các chị biết đọc là đúng cú pháp rồi đó. Liên Nguyên Vũ Hồng 63. Vàng 63 Nguyễn Tỳ Lý, Linh Nguyễn đen và vàng, xanh 63 cho chị và Mỹ Hằng. Vâng, xanh bọc đi nó đủ. Em liền rõ nay chưa có đơn cho chị. Ai? Liền rõ. Rồi, ok. Liền rõ có đơn đó chị. Liền rõ vàng và xanh mã 63. Xanh vàng. Phạm Phương Phạm vàng và đen. Khách hàng mới các chị đi cầm đồng đi cọc giúp em nha các chị. Thình Nguyễn đen và hồng. Rồi, hết. Trần Ngọc vàng. Cẩm Hồng. Hồng Văn Thị Cẩm Hồng vàng. Ly Quang Loan Kim vàng. Áo đồng giá 85.000 nha các chị ơi. Nguyễn Hồng đặt gì là chị cái cục dòng đó chị ơi. Vàng Thu Thủy. Hồng cho Hồng vàng Thí Liễu. Em mã 58 còn hàng không? Còn đưa cho chị cái mã 58 đưa cho chị Thùy Dương đi. Màu hồng.
Sân à, sân Tân Phương. Thủy Dương 58 đây. Để cho. Ủa hình như hồi nãy em thấy có hoa hồng Thủy Dương rồi. Có rồi đi sao vậy qua. Rồi đi, bắt đầu lùa qua một bên đi, chị bắt đầu thì dụt xuống là hàng bị thiếu màu. Rồi, bên xong rồi đó. Hàng thiếu màu dụt qua bên đó đi. Đây là rồi, bên này từ xử đi. Rồi bắt đầu chị đọc là mà Bùi Hiền chỉ có một màu vàng này. Đưa xuống. Rồi hết vàng luôn này. Đưa ra đưa xuống. Đây, Bùi Hiền một cái này. Xanh đi mai. Hồng xanh hồng nhung. Đủ màu Hiếu Hà hai cái. Hồng cho Hồng Lan Nguyễn. Hồng cho chị Diễm Sơn Nguyễn. Áo đẹp lắm. Nhật Minh Nguyễn Hồng. Dạ đúng rồi chị phép mình chứ chị đợi chị thì phép trong chị phải đọc đúng mã dùm em. Xanh cho chị Mai Anh Trần. Ừ xanh Mai Anh Trần hết còn cái. Rồi qua hồng lên hết hàng. Mã sau 3. Hồng em nhận đơn. Hoàng Dương được một cái hồng. Hồng cho chị Nguyễn Thi. Sau 3 ký đổ lại các chị ghi đúng mã sau 3 thì em nhận đơn hàng. Không có sai các chị chú ý có sai em nhâm nhận nha. Ngọc Vân Lê Lê. Khách đồng ý các chị ghi kèm đọc bài giúp xong ghi kèm đồng ý cọc nha các chị ơi. Cơm xíu. Kia, để con hai đi bọn tu trần được cái là hồng. Nguyễn Ánh Hồng. Hồng Lan Nguyễn. Hồng Nguyễn Tý Hồng là 63 ký tối đa đó. 114 à 104 đó. Hãy có thử rồi đó. Có đo đo rồi đó. Tình Nguyễn Hồng. Bùi Hiền được cái hồng nãy rồi. Giờ chỉ có nhận hồng nữa thôi. Khách đồng ý đọc bài giúp giúp sau khi kèm đồng ý cọc. Ok Hiếu Minh Hồng. Dạ thôi hai cái này là con. Áo hồng. Áo hồng còn cái cuối cùng nha. Chị Diễm Sinh Nguyễn rồi hết. Trời ơi, còn nhiều đồ đẹp lắm. Bất ngờ lắm à, bà Hà xin cái nè. 85 ngàn này cả nhà không sẽ nhìn xong rồi cả nhà không nghĩ tới luôn mà. Khách đồng mới đọc bài giúp giúp sau khi kèm đồng ý cọc nha các chị ơi. Quần thì mình 175 nha các chị. Màu kèm cân nặng nha. Chị Nguyễn Hồng mình đặt đi nha. Rồi để em chốt đơn cho chị ạ. Đẹp quá mấy chị ơi. Một cái áo mà có 85 ngàn. Chị Phúc Thiên, chị Nguyễn Hồng cho shop cái số điện thoại nha. Nè ngực, ngực về là to chứ không có hề nhỏ đâu các chị nha. Ngực về là bự, 60kg. Rồi. Chị ơi, các chị khách hàng mới mình ghi kèm là mã số điện thoại đồng ý cọc giúp em cái nha. 60 sân biển mà sân gì cái này sân sân ngọc rồi sân biển hoặc sân ngọc ghi rõ giùm em. 60 kèm màu sân biển 60 sân ngọc. Ê, cái này có ít nhỉ? À, hết tiền vì em dìu mất thôi. Đúng rồi chị ơi. Không mà đẹp lắm. Ôi chuẩn bị mã mới lên luôn nha. Các chị khách hàng mới ghi kèm 60 sân ngọc đồng ý cọc giúp em nhé. Chị Ngọc Tuyết sân ngọc Mỹ Tý Dương sân ngọc cho Tý Hiền Trần cha Nguyễn Nghi ba cái sân biển đâu để ta rồi được ba cái sân biển một cái sân ngọc nha Nguyễn Nghi nè rồi cái sân ngọc cái sân nông người gì rồi biển cho Tuyết đi biển cho chị Ngân Ngân Trân và em này hai cái này hai chị rồi ok. Cả nhà thấy hàng đẹp chưa? Giờ mà lôi ra là các chị em còn đẹp mình nữa. Vải đẹp lắm. Mặc chơi chơi thôi. Áo đồng giá tất cả 85.000 nha các chị. Áo đồng giá 85. Quần 175 nha các chị. Màu kèm cân nặng giúp em nhé. Này là sale tặng các chị ạ. Này phong nhỏ. Phong nhỏ. Chị ở Phúc Tiên, chị Nguyễn Hồng, chị Thi Phết Long ghi số điện thoại lại để em chốt đơn cho các chị nhé. Đặt lại mã mới nhé. Bây giờ vừa bán vừa nó 100 ngàn đó thì cũng chốt ào ào à. 500 cái là thêm coi 5 là 6 triệu rưỡi của em đó. Còn
bao nhiêu em lợi thêm được 6 triệu rưỡi trong buổi live bình thường luôn. Em nói em bán đồ này gấp triệu, em chủ yếu số lượng thôi, cái giá đối với em 5.000-10.000 em làm cái giá thì là rẻ, em chủ yếu chạy số lượng á. Khách trong mới đọc bài game nhất shop thì em đồng ý đọc em sale là hết 12 hơn 12 triệu tiền nhúng em tặng khách. Còn hôm nay thì đây các chị coi này, sơ sơ cộng ra là nếu mà em tăng thêm 15.000 cái các chị bên ngoài là các chị biết tiền chung là em có thể thu về thêm 5-6 triệu tiền đồ rồi đó. Các chị đang xem mình nhớ like và chia sẻ thêm cho shop nhé các chị, để mình thêm các nhiều cái mã đẹp này. Mã này các chị ghi mã dùng cho em, mã 57 kèm màu 57 chị ơi, được quên đen, xanh biển, xanh nhạt, cam. Đen, xanh biển, xanh nhạt, kem, mã 57 ha. Hở vai nha các chị ơi. 57 kèm màu các chị ơi. 57 kèm màu. Áo đông giá 85.000. Đen rồi đâu, cô đưa ra. Có ra nên kỳ đấy không làm chi lên like trước cái chỗ còn cái chỗ đó kìa. Ok, cam. Ok, kim lan. Đen cam. Đó, có size lớn. Cam ngọc tuyết. Mã 57 cam. Cam cho chị Hoàng Nhung. Rồi cam còn cái cuối cùng. 85.000 đồng giá hết. Ai muốn lấy cái nào cứ bấm thôi. Quân đang mặc là con nha các chị. Chỉ Linh mua ghi kèm đồng ý cọc để em tốt cho chị nhé. Anh Lê Thị Phương dạ, xúc nghe chị ơi. Xanh nhạt truyền rõ, ok chị gái. Xanh nhạt, xanh biển, đen. Cam, cam còn cái cuối cùng. Cam còn cái cuối cùng này. Tặng hàng vít không? Thấy áo gì? Các chị mặc đi làm, đi chơi gì cũng vậy. Cam còn cái cuối cùng, còn dùng thử cái đen đi. Cam 57 còn nha các chị. Phong hơi nhỏ hả? Cái này mà Phong ta to có chút đó chắc. Cam bên len như này có rồi đó. Dạ đúng rồi chị. Bên len có rồi chị ơi. Cam với đen rồi. Còn em mặc có đen ok đi đi. Không, có không vậy đó chị yêu ơi. Xe lớn đồ dịu đi rồi lên xe lớn cho. Nói chung cái này nó nhiều mẫu lắm. Nó nhiều lắm các chị ạ. Quần là 175.000 các chị yêu nha. Quần 175. Bạn còn cây cam có đi không? Chưa. Còn dư một cây cam nữa. Rồi đen cho Mimi, cam là có hết rồi. Rồi các chị ơi, đó có hết xong như vậy. Áo đồng giá 85.000, quần 175.000. Các chị ghi màu cần cân nặng nhé, đối với quần. Rồi, đây, các bạn hàng xuất. Đen ok, hồng lê. Dạ không chị ơi. Cái này hàng là một size thôi, nó không có size đâu. Đen, cái đen đâu rồi? Bao nhiêu đây đen đâu rồi? Mấy người mới khác. Trời ơi, nó đẹp. Em cũng mong cái size lưng lớn em bán cho nó đã chứ. Các chị coi nha. Kèm 57 còn một cái nha các chị. Thấy nha chị thân Thúy. Chị ghi kèm đồng ý cọc để em chốt đơn cho chị nhá. Mà chưa đọc mã ấy các chị ơi. Rồi. Mã này các chị 62kg. Kèm màu 62 kèm vàng, kèm xanh, kèm đen. Có ít lắm nha. Đây đây hả? Ừ. Bao nhiêu đây thôi? Các chị đợi đọc mã các chị ơi. 62, ghi đúng số 62 kèm màu em mới nhận đâu. Không em mới nhận đâu. 62 kèm màu các chị. Các chị có bấm trước đi chăng nữa cũng vậy thôi nha. Em phải chính xác cái mã đen vàng. Không đi. Vàng như cương. Vàng chị Ngân Nguyễn. Hai đen hai vàng hả? Hai đen vàng. Rồi. Hết vàng rồi. Còn đen cho Mai Anh Trần. Còn hết, còn cái xinh. Ngày đen ngày Mai Anh Trần. Rồi còn cái xinh. Xinh cho miền Nam Hương luôn. Tặng hàng đẹp không? Rồi biết có rồi biết. Chị nói rồi hôm nay là đưa ra là nhất ngay hết. Hết. Không đậm đi, thử cái này đi. Phải đẹp quá trời luôn mấy bà ơi. Có mặc lại phải không? Đấy. Đẹp mà rẻ thế này sao bấm mà bấm đẹp là đúng rồi này 60kg được này. À, áo đẹp không cầm lên cái áo nó mất ruột à đen có một cái hả lùa chị ơi hàng này hàng trung chị nói chung là chị nào tin thì cứ mua làm sợ thì đừng có mua đây chỗ nó nhiệt tình tiền tiền thôi. Do em bán rẻ nhiều khi gây hoang mang nghi ngờ đó. Mẹ em là cũng thích đi ra ngoài là lại đuổi rồi xả rồi tùm lum. Nó kiểu già kiểu trẻ nhiều khi các chị lại
khó khăn lắm, nên các chị chốt kỹ giùm em nha. Riêng hàng này sẽ hàng gì hoặc không đổi trả nha các chị. Không, áo này nhỏ. Rồi, mã này là mã 60, hồng nhạt, xanh xanh biển, đen, tím, hồng đậm. Rồi, 60 kèm màu. Mã 60 là nghĩa sau, 60kg cao nhất. Đến 60kg rồi, không vượt quá. Vượt quá nữa chật em không bao. Vượt quá nữa là chật em không bao. Các đồng ơi, đọc bài giúp Sophie kèm đồng ý cọc cặp nhỉ nhé. Rồi, 60. Đen là hồng, hồng gì á, chị không đi ơi. Không đi, để đi, đi. Có cái đen này, còn cái chút kia hồng bỏ vào sau. Hồng đầm cho chị Mi Trương, hết đen rồi nha. Hồng đầm cho chị Hải Âu Nguyễn. Xanh cho đen, đen Đa Lê. Hồng lò chiến trinh. Hồng đầm cho Ngọc Phương. Phương Mỹ Kim Trần. Khách nói Trần tin nhắn của sốt. Trời ơi, thôi khỏi luôn. Hồng đầm ok, Nguyễn Linh. Hồng đầm nhà Trương Ngọc Tuyết. Hồng đầm ra tím. Rồi, hết luôn. Ủa hàng này đẹp nè, 85 ngàn. Thời này giờ 85 ngàn làm gì ra được cái áo mà đẹp vậy? Cái giá tiền nó là gì luôn á? Hồng hai, đen hai, tím, hồng đậm, tím. Rồi Nguyễn Nhi được mấy cái này thế này? Kì, Nguyễn Nhi được mấy cái? Rồi ok luôn. Xanh đen Đa Lê, ủa đen Đa Lê nãy đặt gì rồi? Xanh rồi, em bỏ qua cái đen Đa Lê lại cũng nha. Ok, bỏ. Hồng bằng bằng lê lấy gì đây cũng có không biết này, xin cũng biết xin gì này. Hồng nhạt cho chị Minh đi này kì. Rồi đưa đưa cho đây. Con đang bán hồng nhạt tôi lựa cho chị cái đồng đồng nó gì không biết nữa á. 60kg thôi. Ok Lan Trương chị gái đặt tính này, cách mới đồng với chị phẩm này. Hồng đồng em hết hàng rồi. Tính cho chị là Hồng Quế này. Xin biển Minh Héo ok này. Xin cho Dương Phạm này. Mã 60 kèm màu. Đã nồng đồng hết rồi, thủy nghiệm túi màu được 3 cái này. Này. Bỏ đi, chị đi qua cho bên. Đồng hết rồi. Xanh ngân hà cho P này ok hết luôn. Nhá, ông nhà thích nhìn rồi đó chị ơi. 60kg đó các chị ơi. Phường Nguyễn Phường. Chị và Phí Lê. Ông Quế đập gì á? Tiếng cho Mỹ Chi, Mỹ Đơn, Mỹ Thị. Tiếng cho Ngọc Anh nha. Không phải anh nghiên tóc là đặt hàng mới đúng mã, đúng đồ chứ. Mới là mua phải kỹ chứ, mua mà cứ xả đổi đổi sao em chấp nhận được. Trong lúc bán cái áo có bao nhiêu tiền, cái thời gian hồi chụp tiền em còn có thời gian nữa. Đang chụp tiền cho các chị là gọi như cũng là phục vụ quá kỹ rồi. Chụp hình xong đâu phải là để các chị ngồi lừa lại cái này cái kia đâu. Xin Dương vào nhà. Ok, ông nhà tiền Minh. Tiến cho chị Mỹ. Ủa, hết tiến không hả? Tiến là cá trong người. Mỹ Hạnh Huỳnh. Em chụp hình là em xác nhận mẫu em gửi chứ không phải chụp hình để các chị ngồi lừa lại. Mình mấy hình như vậy nên nhiều chị nó xả. Mà xả vô cân cớ lên em định cực kỳ luôn á. 80 ngàn em cũng sẽ ngồi chụp hình cho các chị tin không? Em kỹ lên cỡ đó luôn á. Rồi, hồng nhạt cho chị Ngọc Tuyết. Chị nào bán đồ thì mới hiểu em, ok, phí mã. Đó, không đủ tiền may luôn, các chị dung thấy chưa? Không đủ tiền may mà vừa bán về mà cái công vừa bán. Vừa cho nhân viên ngồi chụp hình mà trong đó là vừa một bàn là vừa trả lương 1 tiếng 30 ngàn các chị. Chị nào mà chốt lâu nha, em nói thiệt đó, nhiều cái đơn hàng có trăm mấy mà không đủ em trả tiền nhân viên em lỗ, em bầu vào quá trời nữa. Nhưng đó cái chuyện buôn bán là mình phải chấp nhận thôi. Em chỉ là khuyến cáo sao là khách mua khách bình xã. Thương em cái khâu đó dùm em. Tại vì xã xong á em lại phải đi vô trong cái kho em đem cái hàng đó vào á. Em lại tìm chỗ để em nhét vào. À, lại thêm mất một cái người nhân viên đi tìm hàng nhét nữa. Mà trong lúc đó là mình đã cố tìm làm cái giá thiệt rẻ rồi. Là mình đã tính là bán được là xong luôn rồi đó. Nó không có vụ mà xả rồi xả tới đó. Đây không phải là dùng nguyên tắc mà ở đây là cái gì ra cái đó. Đây. Rồi, đỏ, tím, da, xanh. Đỏ, tím, da, xanh. Các chị không? Rồi, sơ mi, 60kg, dáng gòn đổ lại.
tím đẹp quá ta. Cái sao tím này tay ngắn chị ơi, chỉ có xanh tay dài thôi. Mở mở cái xanh ra hết giùm em. Tất cả tay ngắn chỉ có xanh tay dài rồi lùn luôn. Chị là chịu khổ quá, bán cái này cực lắm đấy chị ơi. Rồi có xanh tay dài thôi nha. Tay xanh kệ đi không sao đâu ha, tay ngắn tay dài gì cũng được, cái này dễ mặc mà. Trời ơi ngứa mũi quá. Ủa sao mua không được, cái này là size của chị quá trời luôn này bà Tuyết Lê. Cái này là chị mặc vừa đẹp luôn á. Xanh mi trương các chị ơi, riêng xanh tay dài còn là tay ngắn nha. Nếu mà chị nào mà muốn hủy thì nó dù hủy luôn ngay trên này, dù nhận đơn cái khác cho. Thanh ngân ok, xanh da tiếp xin. Xanh cũng có ít lắm, nên đúng không? Xanh mi trương ok, xanh da cho chị Hoàng Nhung. Xanh đậm đỏ, tiếp mỗi tái 2 nữa đi. Đỏ 2 tím 2. Rồi, xanh cái trong người. Rồi, xanh vừa bỏ qua nha. Để vô mặc tím nha. Không, đồ đẹp, vẽ. Mặc chơi chơi thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều. Nhật có chị không? Chơi chơi thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều. Để nhận về mới bất ngờ. Nói vậy đó. Nhận về rất chị bất ngờ luôn. Rồi, tím. Nhật Trương nãy giờ có đồng ý chuyển khoản không? À, không có luôn. Xanh dầu hết da cho Mi Quỳnh. Đỏ mọc đường. Da đen da lê. Xanh dầu hết rồi. Tím ngọc phùng. Đồ đẹp quá chị ơi. Xanh dầu hết rồi. Xanh dầu hết. Tím Mỹ Duy Dương. Đỏ nâu lê. Tím Nga Biển. Ba màu cọc tay ok chị Hồng Nhung. Hay quá. Rồi Hồng Nhung này ba cái luôn này. Rồi còn mỗi tím thôi. Chị Hồng ơi, cái hàng này á là nhiều à. Cái sao nãy like rồi mày. Vô bán lộn xộn vô cũng thấy là có phong 55, 56 nữa đó. Chứ à sao phong sao làm 70 đó, bạn biết sao giờ lôi ra nó vẫn chưa thấy 500 áo. Đẹp chúc lên hàng kia. Chị thích hàng kia ok không? Thế rồi. Để lại màu tím này. Nó để cho các chị 61kg vẫn vô nha. 61kg vẫn mặc vô. Ôi hàng tiêu vừa về nhiều, vừa đặt nhiều lắm mấy chị ơi mà không có về được hàng. Ai có thể cái vụ màu tím đi cái. Cái vụ màu tím này. Tím Dương Tam. Tím Nguyễn Lệ còn tím thôi. Tím Nguyễn Phương. Tím Nguyễn Thí nãy rồi, có rồi. Dạ, cái này không có size, mấy chị mặc vừa. Kênh quá trời, có size lớn. Tội em cũng giận quá à. Cái này to thôi. Cái này tốt 2kg được nè. Có 3kg đẹp. Trời ơi, 3 cái à? 4 cái hả? Rồi trắng. Quần một bề năm nha các chị ơi. Quần màu kèm cân nặng giúp em nhé. Ví dụ cho em mã 63 kèm màu trắng. Mã 63 kèm trắng. Vải này là hàng Trung các chị, nó mát rồi à. Luôn á, mát lắm. Bên bèo một chút xíu nha. Chị Thanh Thúy nãy giờ đọc mà mình chưa đồng ý cọc nên em chưa tốt cho chị nha. Trắng. Mà tố như Dương. Trắng Thủy Trương. Trắng Quỳnh Thị Mít Quỳnh. Trắng cái ba tới nha nha. Nguyễn Thị nãy giờ đồng ý chuyển khoản không? Ai? Ok Nguyễn Thị tím. Trắng Ngọc Tuyết rồi hết. Vâng. Ôi sao Mỹ Trương khác hả? À? Đưa cái nào khác đi. Chép rồi luôn, xui luôn. Xui luôn Mỹ Trương không dính. Dính không phải rồi. Ủa cái này chỉ khác không nhìn chị. Ôi Nguyệt. Sao nó lại nguyên cục quá. Bên trong chi ạ. Ai da, mẫu khác mấy chị ơi. Hiểu không? Đây được. Thì mấy đâu. Khác mà nhưng mà cái nặng của chị không vừa sao. Quan trọng là màu chị trắng. Thân Thúy thì đặt cái quần 175 thì ghi màu kèm cân nặng giúp em nha. Em chốt lại cho chị nha.
nên nãy giờ chị đặt mà chưa được cái nào ấy luôn đấy. Rồi chị thân tôi đặt bao cân nặng lại giúp em. To như dương này, Mỹ Dương đặt lại dùng dầu nhá. Ghi lại trắng sâu, trắng sâu ba ghi lại cái mã này nha các chị. Hai chị cũng có rồi. Ờ thì hai chị nào có thì Diễm Nguyên, chị nào có Diễm Nguyên. Trắng sâu ba cái này đưa cho Mỹ Dung nha. Ai già cổ quá, trắng này 57 nè. Chị cái 57 này còn hàng á. Nãy còn nó xinh á. Trắng 57 quên là có các màu là nâu, kem, vàng, bò, tím nha các chị. Thôi quên là màu kem nặng các chị ơi. Xin lỗi các chị nha. Có trắng 57 thôi, giờ còn trắng 57 và xinh 57 nè. Cái mẫu này lúc nào lúc đầu các chị mua nè là 57kg thôi. Ây da. Rồi trắng 57 đúng không? À. Trắng 57 cho chị Hồng Dung luôn. Rồi, còn cái xanh 57 nữa. Xanh 57 à. Để chị bỏ xuống. Ờ, xanh 57 cho chị Nguyễn Nhi. Rồi. Ngại quá trời luôn á. Quên nhất chị ơi, màu nhá. Rồi, quên màu trắng sâu 2kg, ok, chốt cho chị Thanh Thúy ạ. Quần em có tím nè, trắng nè. Dơ lên nhỉ. Nâu. Bò vàng. Áo hôm nay đồng giá 85.000, quần 175. Từ 47 đến 70kg các chị nhá. Màu kem kem nặng nha các chị. Màu kem kem nặng. Rồi riêng đen chỉ còn size L 56kg đổ lại thôi. Riêng đen chỉ còn size L 56kg đổ lại thôi. Còn nó 110 vô tư, quan trọng là chị nói cái nặng chiều cao đi. Em là em trắng, quần trắng 55kg cho chị Nguyễn Phương ạ. Ok, Nguyễn Nhi size L. Còn bà 45 rộng á tình yêu. 47 còn cố gắng được. Trắng 57 hết rồi các chị nha. Rồi, vàng. Lúc nãy mình như có, dân đàn thì như có. Rồi, bò này. Khách hàng mới các chị đọc bài kim chúc shop cái trang đồng ý cọc giúp em nhé. Để em chúc hơn cho các chị ạ. Trời ơi, dễ thương lắm mấy chị ơi. Xe nhỏ, chị nào nhỏ có mặc xe nhỏ, chị nào lớn có mặc xe lớn thôi. Áo đồng giá 85.000, quần hôm nay là 175.000. Quần tím đen 58 cho chị Hoàng Nhung Nguyên. Mét 6 mà, eo 95. Lộn không chị? Eo quần nâu bụng 57kg cho chị Liên. Eo 95 là rất là lớn nha. Còn cái bụng 95 thì em còn công nhận. Eo là phía trên là trên rốn nhiều lắm á. Chị có nói lộn không? Nói vậy là tư vấn không được luôn. Tím vai đen 58kg, chỉ có tím thôi chị Hoàng Nhung nha. Quần nâu 57kg chị Liên Nguyễn. Thu Hà chị gái ha. Khách mới có đồng ý chuyển khoản không này? Rồi chị Thu Hà đồng ý. Chị Thu Hà, chị ghi cái cân nặng để em chốt đơn cho chị nhá. Áo tím này. Đó, tôi biết ngay mà. Làm gì mà đưa vòng eo ra 95. Vòng eo 95 là phải ngang với những chị phải 75kg rồi vậy á, trở lên á. 57kg ok cho mà chị trong lúc đó ông mới có 110 thì không thể nào cái cân nặng nó như vậy. Rồi. Đây 55kg cho chị Trương Thi ạ. Nó bụng 95 chị rơi vào tầm của mốt mặc thoải mái quất luôn xe 2 gần đúng size thì mặc size của anh L. Áo thì các chị đợi chị Kiều lên mạng rồi nhá. Em nói cứ cho em cân nặng đi. Em nói cho cái size khỏi lo, tại vì cái này các chị biết sao không? Eo mà đứng nâu 70kg cho chị Trần Thường ạ. Không có giảm á. Các chị chốt theo cân nặng nhá. Giờ vô nói mấy chị này, ví dụ trường hợp này đi. Giờ đang làm cái lưng này là hiện tại là eo chỉ có 60 60 18. 68 đổi lại thôi nha, eo nha. Nhưng mà các chị mà hỏi dùm nói chị em Diệu ơi, eo chị 80 có mặt là mặt thấy nha chị Lam thì em. Thì em kéo ra cũng là eo 80 cũng vô. Nhưng trong lúc đó em chỉ có bán là 56kg mà lỡ các chị mà eo 80 mà đến 60kg thì phải có phải là bị chật mông không? Chật mông chật cái bụng không? Nên các chị đừng có đo, đừng có nói vòng eo gì hết. Nếu có sờ thì nói vòng mông là em ok cho. Những cái lưng quần mà có thun các chị đừng bao giờ mà hỏi người khác mà tư vấn về eo. Nói vòng mông hoặc vòng bụng người tư vấn sẽ quần tư vấn nâu, cho các chị trắng kem 65kg cho chị Vi Minh, khách hàng mới đồng ý cọc. Đây các chị khách hàng mới ghi giống như chị Vi Minh nha các chị. Cứ nói cho em, nếu mà chị nào mông bự em bán đến mông 120 mà mình không có lo. Nói lên cho em cân nặng chiều cao. Chị Lam thì em này chưa đặt nhiều, chị ghi cân đồng ý cọc giúp em nhé.
Phần này anh bán nhiều lắm, không phải mới rồi gì đâu. Dòng mình lái nữa nha các chị. Rồi ok, chốt, đã chốt cho chị Thu Hà rồi ạ. Rồi, em lại đi tiếp nha, em lại đi tiếp mã khác cho các chị nha. 285.000 đồng giá. Ê, phần là cứ yên tâm mà chốt, chả phần nhỏ ta. Chị ơi, nhà em sẽ chụp hình cho chị xác nhận rồi chị cọc tiền, chứ không có gọi điện. Chụp hình cho chị mẫu của chị mua. Này lại sửa mẹ, dạ đúng rồi chị Trâm. Chị Tuân Hy, chị đặt quân ghi cân nặng là chị Tuân Hy bao nhiêu ký? Nói đi chị ơi, nói cái cân nặng lên cho em đi, cân cái size cho mình cho. Chị 65kg là chị phải mặc size 2 đó. Mà vì như em nhớ là chị đặt cái phòng 63, 65 gì đó là phải size 2. Mà nhưng mà nếu mà mong 110 không thôi là về size XL là có thể chị chật cái bụng, hoặc là chật đùi gì đó. Nói chung là có thể vậy đó. Quần tím và trắng. Rồi quần trắng 55kg. Cứ ghi cho chị Trương vậy đi. Chị Trương đi là em nhận đơn cho. Cái này vừa bán nhiều lắm, vừa nói lên số lượng đến 2.000 cái, vừa bán từ năm ngoái đến giờ rồi. Nên vừa tôi bán rất là kỹ và vừa cũng làm cái phong sao mà để ai cũng mặc được này. Rồi sau 7kg lấy 2 cho chị Tân Huy. Đó, ok chị nhá. Tính ra mong 110 cũng không có bự. Không có, nói chung là bình thường. Mà sau 7kg là cái phần này của chị sẽ okay, có. Ok nha chị Tân Huy, lấy 2 cho chị rồi ạ. Nó sai to nhất mà nếu đưa vô trong 10 là coi như em bỏ là đúng sai. Áo thì mình đợi mã chị vô đọc mã nha các chị. Áo đồng giá 85 nên đợi chị vô đọc mã. Rồi, mã này các chị ơi, mã 59. Chị Lam thì em này giờ chưa có hàng nên dạ, chị chưa có dạ, xả, đừng đặt như vậy nha chị. Dạ với tím. Lam thì em bên em chưa nhận đơn với chị đâu chị ơi. Quần chị vô mang là 175.000 ạ. Áo 85.000, rồi tím với da. Quần nâu và kem 55kg cho chị Nguyễn Phương, ok chị nhá. Ok Ngọc Tuyết, chị Ngọc Tuyết này. Dạ, quần có nhiều lắm, quần có đến nâu, bò, vàng, kem, tím, trắng là đủ size. Còn đen em chỉ còn xin quần trắng 70kg cho chị Phương Dương ạ, ok chị nhá. Rồi đây tiếp rồi, chị chụp. Tím 2 cái cho chị Nhi này, áo này đẹp nha, mã 59. Nha cho chị Mỹ Chi Dương. Da cho chị Thúy Mã. Thôi đi nhanh các chị ơi. Mà làm da ai cho Lan Trương 67kg. Gì vậy chị Ước Dương? Em đâu bán 67kg đâu, em bán có 59kg à. Đúng rồi, cái hiện trình là cứ mặc size trên lờ là đẹp luôn. Cái bóng này nó là một phần thôi. Chật mới sợ chứ rộng. Cái này lên em phải mặc rộng chứ mặc chật nó bất cái quần á, nó kỳ lắm. Da Nguyễn Lệ. Thấy nha chị Việt Hằng. Ok, da cho Trương Thi. Tính cho chị Hiền Nguyễn. Cho chị 3 bộ tên lời xét 165. Chị để chút chiều đưa cho chị coi nha Thúy Lê. Rồi thêm quần nâu cho chị Tân Huy. Ok nha chị Tân Huy. Quần nữa đây. Ê thôi đúng vậy chị nói này. Đi ra hỏi liền. Ủa vì sao mà không giống được. Dạ ok chị Nguyễn Thắm. Ồ Nguyễn Thắm thì đánh dấu nguy hiểm luôn. Khách mới không cọc xả đơn rồi em. Nguy hiểm rồi. Nguyễn Thắm hả? Đánh dấu rồi. Đưa cho chị Nguyễn Phương đi. Nguyễn Thắm khách mới không cọc xả đơn rồi. Ok không, em bán 72kg. Mong 110 em bán chị Thanh Hiền nha. Em bán 72kg. Em chỉ có bán là 70kg thôi. 70kg đồ lại các chị ơi, mình nghe rõ tư vấn nha các chị. Thấy nha chị Thân Tuyền ơi, okay, mình Trương, cứ đặt đi ạ. Chị Dương Trương này chốt rồi phải không? Đâu chị chốt mà, chị kia chưa không? Okay, em cái đó, mong 110, một người 67kg, một người 72kg, các chị đừng có đo bằng mong. cô em đã nói mong đến 120 lần mà, nhưng quan trọng là cái nó gặp được cái cân nặng như thế nào, là vì cái phong này em tự lên mà không phải là cái nào cũng giống cái nào, cứ nói đúng cân nặng cho em đi. Chị Bích Thủy ơi, chị cứ đặt đi nhá, quần vẫn còn đầy đủ nha chị. Riêng màu đen thì mình chỉ còn L thôi, còn các màu đúng kia rồi, thì còn đầy đủ rồi. Cái đó chênh nhau đến 7-8kg mà vòng mong bằng nhau. Mà em chỉ có may tối đa đến 70kg thôi, các chị 72kg cũng không được. Chị lấy thêm một quần trắng size L ok. Anh Trương không có vừa nha. Chị Hồng Cẩn áo da. Áo này em bán có 59kg, các chị cũng nghe em tư vấn hả? Sao em thấy toàn đặt 60-65kg, 70kg vô đặt tùm lum hết á. Đặt vậy á, mình về mặt không được. Rồi có phải là mất công ra nhân viên em ngồi chụp hình rồi xả không? Chị Linh Ngô ghi kèm đồng ý cọc giúp em nha, để em chốt đơn cho chị nha. Dù là dù bán đến 59kg mà các chị đặt
Cái gì không à? Quần là quần sọc, quần ngắn á chị. Mình quần xem đây chị. Chị đem ra đây. Còn quần á thì Diều bán đến 70kg. Nên ra Diều sẽ nhận được phô tác chị. Nhưng mà nếu chị cứ dạ. Nói cân nặng đi, đừng có hỏi ngược, đố lại. Bắt em tư vấn, nó mất thời gian vậy á. Mình nghe rồi, tư vấn rồi mình đọc nha cả chị. Cứ nói cân nặng chiều cao là em soạn cho mình thôi, không có gì đâu. Còn cái mông là phải đưa mông rộng, chẳng lẽ mông 110 em phải đưa 110 luôn về sau ngồi, phải không? Em phải đưa lên cả 150, 120 chứ, em đâu có đưa 110 được đâu. À, tiếng ok kitchen. Em biết ai đã đến giấu chị rồi nè. Bạn thu đâu rồi, kêu lại ai làm vô thám Nguyễn này đâu. Nếu mà cậu phải chuyển khoản liền luôn đi chị, chuyển hết tiền luôn em mới nhận đơn tiếp nha. Chứ mà đã xả ra có nhiều rồi là nhiều, không có làm đơn nữa đâu. Chị chốt cho chị Lê Thị Dung quần kem nâu 60kg đồng ý cọc nha. Ok chị nhá. Rồi, áo này 85 các chị ơi, vừa màu á mình giới thiệu làm học quần nha. Nên đầu la vừa cũng 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 gắn ý, mấy cái trend sau này đẹp ghê vậy. Nhà mình á đưa lên hàng những điều. Đưa đại. Chúc mấy sau này còn đẹp nhé, bà nào ra tiếc lắm luôn á. Quần á là giờ 47kg là giá phải đầy đầy á, đầy 10 á. Đến 70kg là tối đa thôi. Các chị ơi, mình cứ nói cân nặng chiều cao em tư vấn cái size cho, đừng có nó hỏi vòng mông gì hết, vì một vòng mông em may rất là bự nha. Nó phải đi kèm với đùi rồi, nó nhiều cái kết hợp lại chứ mình có thể đo mông không. Cái bụng nó cũng quan trọng lắm. Thôi cái bụng cũng quan trọng, nếu mà chặt quá nó hở cái bệnh này cũng đẹp. Rồi chị nhả đi về nhả chưa. Rồi miếng thắm này là đồng ý chuyển khoản, em ra kiểm tra liền luôn. Chị nói chị đồng ý cọc mà sao bạn nào ghi cái mới không cọc xả đơn. Nếu mà vậy á là kêu chị chuyển khoản liền luôn rồi chị mới đọc tiếp. Quần có lưng chun nó sau lưng. Các chị ơi, cọc ở đây là mình mua trước rồi mình chuyển khoản sau. Ngày em sẽ có người á hướng dẫn cho các chị được cái khúc đó sau. Nhờ các chị cho địa chỉ rồi cọc 100.000 chứ không có nhiều. Rồi sẽ chụp các mẫu mà các chị mua rồi gửi đi. Đến khi tới các chị mở hàng đã kiểm tra một lần cho chắc chắn. Đó là đơn đầu tiên, đơn thứ hai không cần cọc nhưng cũng không kiểm tra hàng. Nhưng vẫn được nhân viên chụp hình xác nhận mẫu. Tất cả các áo chị mua hai quần đều là được chụp hình lại hết. Rồi mua đúng thì em gửi hàng. Ai tin đơn thứ hai tự đi là không cần cọc không gì. Là em tin các chị, là các chị cũng phải tin em là vậy đó. Rồi là em gửi hàng thôi. Cái này á, Diều đang cầm là màu nâu, màu bò các chị nha. Nhìn cái quần chút xíu vậy thôi nha. Nhưng cái mông này là đến 100 rồi đó. Mà mới có size L, em bán có 5-6kg. Các chị đừng có đơn mông với em. Chốt quần trắng và đen. À quần đen thì hết rồi. Quần trắng 60kg cho chị Linh Ngô khách hàng mới nhá. Vàng kem. Eo có 80 mấy mà làm mông quần đến 100. Các chị hình dung nó bự cho ngày nhỏ nha. Mà eo có 80 mấy thôi. Ở đây là nó giảm theo dáng. Mà nó cũng được quần bò sau 8kg cho chị Võ Thị Thân. Cứ nói cân nặng em lấy cho trên nhau 4-5kg một size, 5-6kg một size mà. Chị ơi, các chị ơi, là em nói rồi mà scan số điện thoại đồng ý cọc mình viết tắt cũng được để bên em chốt luôn nhá. Đen em chỉ cần size L là dành cho 56kg tối đa thôi các chị. Em chị đây. Sọt trắng kem. Ok, chốt sọt trắng và kem 52kg cho chị Lam Thị em. Mong rất thoải mái. Đúng rồi, đen chỉ có size L thôi mà. Nhưng mà cái phần bụng này, các chị này, nó khác nha. Phần eo nó khác, phần mông nó khác. Mình có nói cân nào đây, em cân cho. Nhà em á, em may á, em làm cái phong nó thoải mái lắm. Để đùi to này, mấy cái chị mà đùi to như em á. Em là đùi to, bụng to nha. Thuộc dạng là rất khó lên đồ. Ai mà đã đùi to, bụng to với mông to. Nói chung là còn những chị nhỏ là càng muốn che khuyết điểm đó. Lên mấy phong này mặt đã lắm. Quần nâu kem 68kg cho chị Bích Thủy nhá. Còn kêu cho 12 giờ xem like nữa rồi. Chị nào? Chị Thiên Trang Lâm, chị Lam thì em đặt lại đi, em chốt cho chị nhé. Trắng kem, chị có, ok chị L cho chị ạ. Nguyễn Thắm á, Nguyễn Thắm đang làm liền đó chị. Cái đơn của chị ấy á, là khách mới mà chưa không đồng ý cọc. Rồi, giờ đang làm á chị. Thôi làm đi, với Thương về rồi hả? Dạ. Bây giờ ở ngoài, các hai chị em về luôn. Thôi đi về quê luôn không? Chạy đi rồi đó. Rồi chị Dương ơi, Dương Trương em nhận đơn cái chị nãy giờ rồi á. Chà, cái ra chạy dặn đẹp dữ nè. Ok, chị chốt sọt kem và sọt nâu 52kg cho chị Thiên Trang Lâm rồi nhá. Áo đồng giá. Xin lỗi chị ạ.
giá là 85.000 hết á. Cái nào em cũng bán 85.000. Trời ơi mấy chị ơi thoải mái quá. 62 kg. Khách trong mới các chị đọc này ghim giúp shop nhé các chị ơi. Rồi đen trắng 100 đồng đi cọc giúp em ạ. Mã số 2 đen trắng hồng xanh. Trời ơi cái áo thì tụi em nói thiệt, nhìn xong mấy chị không tin, không tin rồi nữa. Tại sao em vừa bán này cũng đủ tiền vải luôn, đừng nói tiền may rồi nữa. Ai số 2 trắng cho cô Lý này, trắng Lý Trương này, trắng cho Nguyễn Thảo này. 48 kg đến 62 được hết. Đen cho chị Thủy này, Thủy Nguyễn hết đen luôn. Rồi lên Sài Gòn có mỗi cái trắng thôi. Trắng cho chị Thanh Thanh, trắng đen hồng Nguyễn Nghi. Rồi trắng hồng Nguyễn Nghi nha, cái trắng cho người chị lúc kia nha. Rồi hồng Mi Kim. Chị chưa có hàng bên nhà em mà sao nhận được hàng chị Lâm Thị An? Lắm thì em là chiến trắng lắm. À vậy hả? Này chị ấy nữa. Rồi, vậy hả? Trời ơi, vậy là phải cho xin số điện thoại lại đi. Trắng hồng Mi Trương. Rồi, hồng luôn, còn xanh thôi. Chị Lâm thì em cho số điện thoại đi chị, em lưu lại cho vài bữa em khỏi em tưởng khách mới nữa này. Xanh cho chị Ngọc Thảo này, Ngọc Thảo Lê này. Ok Tâm Vạn này, Quần này. Xanh cho Mỹ Tư Dương luôn này. Xanh thôi cả nhà thân yêu ơi, xanh cho Hồng Lê, xanh Phạm Nguyên, áo đẹp đó. Nói chung là giảm giảm vậy đó, các chị mua mặc chơi chơi thôi. Em ra màu cái này, các chị nào tầm 60 đổ lại thôi. Rồi đỏ, vàng, xanh, một màu một cái thôi. 85.000 cái. Trời ơi, cái áo nó đẹp. 85.000 các chị ơi, không mua tiếc hết 1 tỷ. Không. Cái để khách nhận đi, khách nhận, khách cảm nhận cho Dũng, nhóc khoe gì được, nó vậy đó. Xanh, vàng, đỏ. Khách thằng mới các chị ghi cầm đồng đi cọc giúp em nhé. Xanh, vàng, đỏ. Rồi, hồng đồng, hồng nhạt, đen là có sai, à, có màu, quên lộn. Trên like các chị, trên like các chị những nghe kỹ tư vấn chị Diều nhá các chị ơi. Tại ngoài là các bạn sẽ chốt đơn theo kiểu trên like các chị. 60 kg được hết. Ôi đẹp quá mấy bạn ơi. Rồi, hồng đậm hồng nhạt đen 60 kg ok hết ha. Trời thiệt. Cả nhà hình dung nha. 80.000 à 85.000. Hôm nay toàn bộ áo đồng giá 85.000 các chị. Quần 175 các chị ghi màu kèm cân nặng đối với quần nhá. Còn đó, áo em nhìn chưa xem mà. Hồng đồng 60 kg đổ lại thôi. Đây chị Ngọc Phương. Hồng đồng Mỹ Tri. À Mỹ Trương. Hương Lan chị ơi, khách mới đồng ý chuyển khoản ghi rõ nha. Đen cho đen Ba Lê. Nhanh nhất các chị ơi, hồng đồng Thảo Nguyên. Từ 50-48 kg đến 60 kg mặc được hết. Liên Yên, hồng đồng Kim Lan, hồng đồng đen Trần Hương. À hồng đồng ok cô Lý, áo đẹp mà nhỏ dạ em muốn nha, không to chắc em tăng giá nó lời ngon lắm. Ok Nguyễn Hoa đen, hồng đồng cho Mỹ, cho Mai em Trần, đen cho chị Hồng Loan, em giữ vậy thôi cho em lợi ích lắm. Cô Châu hồng nha hết rồi chị Lâm ơi, hồng đồng nha chị Nguyễn ha, Nguyễn Phương trong người luôn. À đây đây hồng nha cho chị Kỳ Vi. Chi ghi còn hồng nhạt tới nhà, hồng nhạt cho Mỹ Chi Dương. Vàng đó, đen hết rồi. Chị Minh Huy ơi, nãy chị đặt quần có rồi á, chị Minh Huy. Ok, Nguyễn Nghi đậm một cái nữa. Đậm đẹp. Sức xe tông ông mọi mắt. Em còn đây nữa nè. Hồng nhạt cho chị Nguyễn Phương. Ôi, cái gì mà nó đẹp quá. 85.000 đồng giá cái áo các chị ơi. Quên thì các chị đặt bổ sung màu cần cân nặng giúp em nhé. Cân nó các chị ha. Lấy chục cái về mặc cho nó đã. Hồng đầm với anh Đoàn. Hồng hai màu cũng đi.
Ủa thì trước khi em bán có 8 cái trở lên mà lo gì? Ngan, qua nha các chị. Tiền lên đồng đồng cái trong người luôn. Còn hồng nhạt thôi. Ngon là hồng lan em thích. Thấy chết chưa cậy thôi. Em không có thấy thông tin với chị Lưu đâu, em thấy khách mới. Nó mỗi thứ một cái. Để tôi coi được cái nào tôi lấy tôi mặc này, đúng hoa hoa mùa này nè. Còn hồng nhạt thôi. Hồng nhạt thôi chị ơi, chút cái bền đi coi số lượng nha, bao nhiêu cái. Cái này nhỏ xíu à. 52 kg đẹp. Đi đẹp lắm. Em bán 60 kg sao chị mặc vừa được cái chị yêu ơi. Cái này nhỏ ha. Còn 175 ngàn. Nguyễn Phương không có đơn chị ơi. Nguyễn Phương không có đơn. Tại em thấy nhiều chị khách mới mà cũng đồng cái chuyển khoản không làm đúng cú pháp á, cái bỏ qua hết trơn à. Rồi em có màu nha. 85 ngàn và cái này được 52 kg thôi. Như em 52 thì em bán 52. Bảo trong không có đơn luôn. Còn ok chị Lê Hiệp quần sọt ok. Đỏ, hồng, nâu, đen. Chặt màu dữ vậy trời. Xanh. Mấy áo này rất dễ thương nha bà con. Nhúng nhúng này. Đẹp. Rồi. Gì chị là sao chị Khải Lưu ơi? Rồi. Đó chị nào thích màu nào thế? Hôm nay có quần trắng dài không em? À có đó chị ơi, có nâu ok Nguyễn Nghi trong người nhiều luôn. Nâu cái trong người đen này hay gì đây. Nguyễn Nghi ơi đẹp lắm. Chị nào nhỏ ký lấy nha, 40 kg đến 52 kg. À 52 kg màu da màu đỏ trời ơi. Màu đỏ. Rồi. Màu da đâu có đâu. Đâu nâu ở trong đây nè. Nâu cho Nguyễn Nghi nè. Đen cho chị Hồ Trúc nè. Này Hồ Trúc nè, bỏ luôn nè. Hồng cho chị Nguyễn Phương nè. Hồng cho Nguyễn Phương nè. Người cái nè. Ôi ai lấy xanh thì lấy nè. Xanh đẹp quá trời nè. Linh Ngô có đơn bên nhà mình chứ chị? Có rồi chị, Linh Ngô, cắt mới đông đi cọc. Hồng Nhạt, Hồng Nhạt vô hết luôn rồi. Để lưu lại bỏ vào cái đó. Lê Hiệp đổi phần trắng lấy kem cho được. Các trong mới các chị ghi kem đồng với cọc giúp em. Xin cho Ngọc Tuyết nè. Nhưng có đừng cháy à. Ai có kem hồng. Rồi vàng luôn. Vàng luôn. Dạ chị Phương ơi, chị Nguyễn Phương ơi, chị phải ghi đúng cùng một màu, một dòng thôi. Chị ghi giờ nó trôi qua mã rồi em biết mã nào luôn á. Thế Thu em mặc mấy áo này đẹp nè em. Rồi vàng luôn. Nhí xanh. Nhí xanh. Nhúng trước nhúng sau hơi bị chị Nguyễn Phương chị đặt đi chị ơi. Một quần lửng đen và rồi, nhí xanh. Nhí đỏ. Chị Nguyễn Phương đặt like giúp em nhá, rồi em chốt cho chị nhá. Hôm nay ký đô là nhí xanh nha chị Khải Lưu. Em hết luôn chị Hồng Lam ơi. Rồi còn nhí đỏ với xanh này thôi. Em đi qua mã khác nha. Nhí đỏ với Nguyễn nha. Vàng bí xanh này, vàng với đâu. Về lấy. Chị quần da 175 ngàn hôm qua. Quần lai lệnh á. Em đem ra cho em mượn cái đi em like cho khách. Quần ngủ à, rồi. Đợi các chị nha, áo 85 đợi em xíu nha. Em lên ra. Nghe cái giá này chị. Này là sao đấy chị Nguyệt? Đây rồi. Rồi. Cái tím này đẹp giá man mà còn này. Để lại đi. Nhiều đi chị chưa vào tôi có của em hai tuần trắng đen. Rồi ok để em kiểm tra cho chị Trương Thi nhá. Đưa đưa màu luôn. Ok chị nhá, chị có hai quần trắng và đen luôn chị nhá. Trời ơi, tím này nãy khách đặt mà không có hàng mà sao dữ ta? Ngoài vô. À ngoài vô hả? Ừ.
tím này có cái này, nãy chị nào đặt mà với cái quần tím mà em đấy, mà hết hàng này, uống dưới này. Chị yêu nào đặt mà vừa nãy không có hàng này. Rồi chị Nguyễn Việt luôn. Cái lẻ này nữa. Rồi, vô. Hồng 55kg, hồng 55kg. Hồng 55kg thì vô xếp 165. Lát này sẽ... Dạ. Dạ chị yêu rồi. Hồng Nguyễn Nghi luôn. Rồi. Quần 175 quần dài nè. Chị yêu nào mua dáng mắt ghi rồi này. Thôi thì xin luôn nha. À, em có này. Màu xanh lạ này em có là màu size L là từ 48 đến 60kg. À, size XL là 61 đến 70kg, 175 ngàn một quần. Mong trong hai thoải mái. Rồi, xanh lạ. Trắng còn hai cái nha, trắng còn một cái XL với một cái L này. Hôm trước không đủ hàng chốt này. Linen. Rồi, xanh nhạt, ai bấm thì bấm liền luôn nha. Hết không này mà không được xinh luôn á. Rồi, nâu. Nâu em chỉ còn size L thôi, là 60kg đổ lại. Diệu làm phong rất là thoải mái, mong đồ yên tâm mà chốt thôi. Này có khách đang mặc quần dài, Diệu đưa cái này cái rồi, giờ mình lại đi tiếp ha. Màu trắng là còn một size một cái. Xanh lạ cho Thúy Lê lấy size L. Quần trắng lấy size L bên Thảo. Lê Phường đặt gì không biết luôn, nâu size L luôn. Quần trắng size L rồi hết. Rồi trắng hết hàng. Giờ còn xanh là nâu. Quần trắng L, nâu L. Quần trắng L luôn. Hết rồi Lê Phượng ơi, nãy anh ghi không ghi luôn. Tại vì còn mẫu không đó. Cái hai cái à. Không hết rồi các chị. Giờ tím nâu này á là em có được size của 60kg thoải mái này, đổ lại để quên. Xin là 63kg bít liền ok. Xin nhạt luôn nha, xin là đẹp này. Xin là 55kg cho chị Nguyễn Lệ. Ok Nguyễn Quý này. Quần nâu ok Lê Hồng này. Nâu size L. Nâu chỉ có size L thôi. Xin là với xin lá. À xanh lạ này, với xanh nhạt á, là đủ size. Hoa lê size L. Nâu 57kg ok luôn. Nâu chắc hết rồi nè, rồi nâu hết nhìn. Rồi chị ơi. Rồi xanh lá trên L Thúy Nguyễn nè. Chị yêu nào nhìn cái quần này rồi là biết 175 ngàn. Bao rẻ luôn. Tại vì khách hỏi lên nành này, em đưa lên nhau. Em không biết size. Này, nào thiếu có đâu tao em đây bỏ phụ xuống phụ bỏ đi nhanh chút mọi người đi dù qua mẫu nữa rồi qua đi rồi phần này là dù qua được chưa xinh nhạt nha rồi cái này xinh lạ cái này là đủ size cho mình đến 70kg ok hết xinh lạ size L chị Lê Lê không vô hết 2-6-3kg ok chị ký được trần xinh lạ xin nhạt bằng Lê ok size L chị Lâm thì em nãy giờ xin số điện thoại hoài luôn á chị cho em số điện thoại cái coi cho số điện thoại đấy mới lưu lại được thông tin chứ xin lạ đi rồi hết này còn xin nhạt L rồi xin lạ của 68kg size L luôn rồi còn nhạt thôi đó xin lạ 70kg cho Lê Nguyễn hồng đen không có xin nhạt cái tên L hồng xin hồng lê xin là xin là đâu xin là hết rồi lạ không có xin là hết rồi còn nhạt thôi còn nhạt thôi tại mọi người bỏ chậm quá chứ cái gì ai biết đâu hết thì tôi báo chứ rồi bên này thì tôi bấm là đúng rồi trời ơi 220 màu nào này cái này mình tập cuộn coi con gì vậy hết giờ nè em bỏ vô đi đây là con gì cái tên là rồi hết không có sao được hay gì màu nào màu cam 2.2 ngàn xanh nhạt 62kg Lê Ngọc còn xanh nhạt thôi em đâu có thấy đâu chị cho chị cái một chồng đó chị năn nỉ luôn á nãy giờ qua em biết đọc cái gì luôn rồi á chỉ một dòng rồi đặt lại dùng em cái em chẳng có in được đơn biết thì lợn hả xanh lạ xanh nhạt
số điện thoại cho em bán nào chị đặt chị ghi giùm em. 220 sinh nhật tí tinh lộ cô Châu gạo 55kg Nguyễn Lệ ok 220.000 nha cả nhà. Mong 100 như bữa trước con cái tội quên mất tiêu. Con này 70kg là em bán rồi đó. 70kg 110 mấy con trăm mười mấy. Quần gạo ok 70.000. Quần đen mai đi em. Lại lời con không? Chị Lan thì em vừa đặt mã sản phẩm gì đó chị? Lại vừa nói hoài luôn. Sọc trắng kem Kiki giờ in được không? In được có chị Lâm thì em không? Chị đã đặt quá trời nào mà hồi nãy giờ có một sản phẩm nào này chốt hai cái quần cho chị Lâm thì em rồi cho kia tăng Lâm đi. Ủa mà gì sao máy chị không có lưu được, không có lưu số điện thoại của chị ấy chị. Kiki không lưu được số điện thoại chị cho sao số điện thoại gì á. Sinh nhật cho chị Lý. Con đen vô hết rồi, còn quần cam thôi. Chụp đi, kim trả lại. Quần cam Nguyễn Nhi. Cái quần đen, cái quần lại. Rồi, ok, trùng với số điện thoại của Thiên Đăng Lâm rồi đó, lưu rồi. Sinh nhật. Rồi, lưu rồi phải không? Rồi, mày bổ sung cho chị ấy những cái. Nãy chị trời ơi, tôi mặc cái áo, tôi cùng nhìn thấy cái lưng thấy ghê à. Cái quần gạo có. Tại em đang mặc trong 12 quần á các chị nhá, 2 quần á. Bên nào gạo có ai rồi, em không, đây là có 2 cái người gạo. Ai sao hay vậy Dương em đưa cái quần không. Rồi ok. Dương Trương cái này phải không? Chưa ra đó, gạo này. Sinh nhật cho Thúy Nguyễn Sanh L. Đưa cái đây này. Đây này đây này. Rồi. Dạ ok chị Lâm Tiên. Dạ ơi xếp bộ sao kia nha. Đợi vô xíu. Đợi vô xíu nha. Có lên hứa lên. Chị thích thì vô lên cho mà nhưng đợi vô xíu nha. Không như là em màu gạo của ai đó em đọc lên những chị có gì chị. Màu gạo là có chị Nguyễn Lệ với lại chị Bảy Huỳnh. Nguyễn Lê và Bảy Huỳnh có quần gạo 563 195.000. Bảy Huỳnh rồi quần nhà còn thấy theo phải không? Thu Thủy để tên lâu khách giả hàng một cái không chịu đi hàng tiếp tiền ship trời ơi tiền tình để có tiền tôi dành cho mấy bà khỏi lão mua được hàng giá rẻ luôn. Nhưng chị sau đây sẽ cũng có cái quần lạ nha chị Lê Lê, chị Trần Bích Liên, chị Thúy Nguyên, chị Nguyệt Kim Loan. Hết hàng quần màu lạ nhá. Dự bị thôi, chị dự bị. Em sẽ để dự bị các chị ạ. Rồi, 195, da, xanh. Khổ lắm, bị xả đó mấy chị nè. Chứ ngày đầu làm gì còn hàng bán là hầu như ngày đầu tiên là hết luôn. Cái quần nâu với mình chưa ạ? Đâu có cái đâu, không có. Quần nâu là có chị Diệu chưa đem ra ngoài. Dân thì Lý có sinh nhật chị ơi. Liên Nguyễn sinh ha, 195 em đi sinh 195 đi. Rồi. Nha. À da 195. Da 195 chị dễ thì Nguyệt. Chị mấy bạn đã để hàng cho chị quá trời lâu luôn á. Chị mua thêm mà để ngoài không được thì cho mấy bạn gửi chứ, biết khi nào mà chị vừa ý. Trời ơi thiệt. Đâu phải đâu, không để hàng đâu, 3-4 like. Mấy ngày là một ngày em đã like được 1-2 like là các chị mà đã qua mấy ngày coi như là cho đi hàng đi chứ đâu mà để hoài được hè. Để em để xả ra. Lại cho lâu thôi. Rồi. Gì dễ gì 2 ngày mà mấy bạn kêu mà xả. Chúa Thu Thủy là đơn sao đưa chị con tới cái chú. Em kiểm tra dùng cơm Thu Thủy đi. Cái gì mà mới 2 ngày mà mấy bạn xả dễ gì chị. Nhà em có chị để đây còn 7-8 ngày á, 5 ngày rồi vậy còn để em còn để được. Nó nói 2 ngày là gì. Chị có lộn không. Rồi. Kì chấm cái đi. Rồi ok chị. Rồi được rồi đó. Mấy ngày mới nói 2 ngày mà sao xả đơn rồi đó. Mà đánh dấu rồi đó. Bà
bạn nào làm đơn coi lại cái đơn đó dùm chị coi. Rồi vàng, đen, hồng. Ê. Trời hết hồn, có phải cố áo bị cái gì bị lỗi không? Thôi cái này bị lỗi, cố áo này bị lỗi rồi. Cái này bị lỗi, cái này bị lỗi. Chắc là để tin móc á. Cổ ren đẹp lắm. Cổ ren đẹp lắm. Coi cái hồng cái tay vừa bị lỗi. Rồi, các chị ơi, phong này 59kg thôi. 59kg. Giờ cái áo đã hết một đơn rồi chị. Rồi ngày hôm qua cái áo để lâu quá. Là sao? Đi, ai làm vô nói đi. Thứ 3, thứ 5 mà. Đúng mà. Người ta nói đúng rồi. Nhưng đơn trước gì đó nữa kìa. Xả đơn gì đó nữa kìa. Ai ai làm đơn đó? Nè, Thu Thùy nè. Làm đưa cái áo hồng đó đây. Kiệt anh. Mà không có gửi được. Là kêu để chọn thêm tiếp nữa chưa chịu gửi. Nhưng mà ý là đơn trước là chị cũng là cũng giữ lại xong rồi chị xả. Chị xả chị không nghe chị. Rồi đơn trước là chị đã chị giữ cho chị rồi chị cũng xả là nguyên đơn. Xong rồi chị chọn. Chị vô chị chọn tiếp. Chọn một quần. Chọn ngày 14. Rồi mấy bạn kêu gửi mấy chị mới không chịu nữa. Thì mấy bạn mới xả là nghĩa là trước đó chị đã xả một đơn rồi. Rồi sau này mới chốt tiếp thêm nữa. Là mới giữ hàng. Là mấy bạn mới không chịu giữ hàng. Mới chịu mới bắt đi hàng á. Là lý do vậy đó. Cho nên em nói nếu mà hai ngày không có thể nào mà làm khó khách được. Trừ trường hợp là phải có lý do gì đó trước đó. Là trước đó chị đã xả nguyên một đơn rồi. Là tin nhắn vẫn còn lưu. Không phải em khó đâu các chị ơi. À, chị nói chị đi cách ly. Thôi cách ly à, nên đừng có gửi. Thôi để ra đi. Để nhắn sau. Hồng này bị lỗi đó riêng này. Kéo đây đi. Nghĩa là hồi trước là có xả đơn rồi. Rồi cái nhân viên là cũng vẫn bán bình thường. Tại vì nghĩ là chị đâu chị đi cách ly nên không sao. Nhưng mà sau này là đã xả rồi là chốt ra mã nào là gửi đi mã đó. Chứ không có giữ nữa. Để tránh như trường hợp trước mà chị lại không chịu. Em mấy bạn mới không có chốt nữa. Đó là lý do vậy á, chứ không phải là nói bom hay gì cả. Thì ở đây là mình chỉ có là không có giữ đơn nữa thôi. Tại vì trước đó có một lần rồi, giữ đơn rồi xả. Mà lý do thì nói chung là chỉ có lý do chính đáng. Nên bên em cũng không có bánh bán cho chị bình thường. Bánh xả ra bánh bán bình thường. Nhưng mà sau này không có giữ nữa thôi. Đó là cái nội dung em thấy trong đó. Ok vậy thì đó giờ là sau này giống như em bánh bán mà. Nhưng có gì là cứ ra mẫu nào cố gắng lại nào á, mấy bạn chốt cho đi luôn nha, chị thông cảm nha. Để chị biết sao, tránh giống như bữa trước là chị có công chuyện rồi gì đấy á. Rồi giờ chị mua thêm rồi gửi có một phần, chị muốn mua thêm gửi, ok chị được. Mình phải biết cái lý do xong đã rồi mình mới giải quyết. Là còn trường hợp mà ví dụ các chị khác nha, em nói này, các chị mà có bị đi cách ly, cái chuyện đó là không có ai mong muốn. Cái này là cái sức khỏe của mình là mình phải lo là chính xác rồi. Nhưng mà các chị mà thật sự mà giống như vẫn muốn nhận một cái đơn đó á, các chị cứ nói sốt chuyển khoản cho sốt, rồi sốt giữ lại khi nào mình khỏe á, sốt gửi cho mình. Đó là tại tình nếu mà muốn nhận cái đơn hàng tiếp của cái đơn đó á, thì em vẫn có hỗ trợ cho mình nha. Một tháng sau em vẫn gửi, không có vấn đề. Khi nào các chị muốn nhận thì em gửi thôi. Nhiều khi đang chốt xong nửa chừng có công chuyện về cái xã của em cũng tồi. Gặp mấy trăm chị rồi bây giờ vừa chốt nha. Áo này nãy vừa đọc cái nặng rồi, bây giờ vừa đọc ha. Đen cho chị Nguyễn Phương, vàng cho chị Đen Gia Lê, vàng cho trong người em luôn Quang Khải. Rồi thì để chốt cái gì mấy bạn sẽ lấy lại cho hồng cho Nguyễn Phương. Em thấy chị An Phương á, hồng cho chị Mimi. Hồng cho chị Nguyễn Hảo. Rồi Bích Liên đây có một cái là chị yêu. Còn hồng được không? Còn hồng được không? Đấy. Máy lùa các chị ơi, 85.000 thôi. Lấy đi anh Hương anh nè.
riêng em chị đừng có hỏi, đừng hỏi gì gì cả, chỉ có bấm tới thôi. Cái canh nặng của chị là vừa luôn, dám chị là em biết nó rồi, bấm tới cho em đi. Này áo đồng giá 85.000 các chị. Tại em bán thì em lên cái giá này em làm cho khách là mặc gọi như là mặc chơi chơi thôi. Nhưng mà hàng là vẫn rất là chất lượng nha các chị. Trời ơi bao chất lượng luôn, vẫn rất chất lượng là nghĩa Kỳ không tự tin về sản phẩm rồi. Kỳ phải nói là rất là chất lượng chứ đừng có vẫn nha. Vẫn thêm vào đó là nó hơi bị lưỡng lự rồi đó. Khi mà mình nói vậy là khách sẽ nghĩ là chắc cũng 50-50. Hết xui rồi mới nhận đồ rồi, rồi đẹp lắm. Rải thôi mấy chị nghi ngờ. Không bảo. Chị nhân viên chốt đơn. Tết hôm qua có chị nào còn nói này. Tôi bán cái đồng bà nào hỏi mà tôi giận nha. Tôi nói may nhân viên tôi trả lời rồi chứ. Chị ơi. Chưa mà gặp tôi là tôi xử đẹp luôn á. Tôi bán cái đồng có 250.000 mà hỏi câu này, em ơi có phải hàng đó bị sao hay là phải mỏng quá phải không nên em mới bán giá 250.000 vậy? Nghe nóng máu không? Nghe nóng lắm nha, bán rẻ mà còn bị hỏi giống như thiệt nghi ngờ chứ. Thì em nói tin thì mua thôi chứ giờ nghi ngờ tôi bán rẻ cũng nghi ngờ là sao? Tôi không hiểu mấy bạn luôn á. Mới mua hàng bên em lần đầu bữa nay nhận ba cái ao nhúng hàng đẹp quá ưng ý, cảm ơn chị Thảo Viên luôn. Cái này xe nhỏ thôi. Qua mấy chị mua hàng nhúng này. Nhúng giúp lấy cho các. Sao mặc xe nhỏ không à? Đôi ông bạn, hôm nay năm nay nhân viên tôi hỏi trả lời đó cho tôi trả lời tôi nóng là tôi nói tôi chuyển tin đi hủy đơn luôn đi cho em mệt quá. Tại vì mình đã bán lỗ mà nghi ngờ mà hỏi có phải mỏng quá hay hàng bị sao không mà em bán rẻ vậy. Tự nhiên đi hỏi câu nóng không được. Ok thì chị làm em đi. Trời ơi tôi em nghĩ tôi bán cái áo modern vậy quá đây trời ơi. Không, mặc dễ thương lắm mà. Không, đồ nhúng đó ông em bán 250. Có khách nào hỏi em vậy đó. Hỏi nhân viên em mới nói chị Dụ ơi bán rẻ quá Dụ bạc. Là okay, khách hỏi vậy đó. Đi liền. Tôi giận đó. Tôi giận như hỏi vậy. Sọc 56. Đúng rồi chị Thủy Trang Nguyễn Quân này like này nè chị. Sọc 65 chị ghi màu kèm cân nặng đi em chú cho chị nhé. Trời ơi. Trời ơi hở ngực quá trời giờ hở dạ. Không còn nha các chị ơi. Cái này mặc có chồng la đó nha. Kéo đó. Thủy ơi. Mặc cái này anh xăm chiều nè. Có thấy chị Thân Bình ơi. Đó. Tại hàng một số cái ít quá rồi mấy chị kia bấm nhân quá nên thế chị. Cái đó chết luôn tới công chuyện luôn. Trời ơi con kìa. Trời hở lắm. Đừng có thở. Đâu thở bình thường. Thở bình thường. Màu đen đẹp không chị? Màu đen đẹp. Thôi em mặc thử màu đen thôi chị. Có đen thử thôi. Con vú có ra đường không? Thì em cho dùng đơn mà. Em chụp em sắc, em chụp em để vậy thôi chứ khách kêu gửi thì em gửi, còn không em dồn thêm 1-2 like được gì cho các chị bình thường. Nhà em không có dù mà bắt gửi liền đâu. Từ khi thấy đơn nhiều quá rồi thì gửi đi cho em đem tiền về em rồi, nhập hàng. No L, chúc cho chị Lê Hoa. Chị không dám nói gì mà em Diệu còn xử đẹp nha. Không có đâu, xã xanh Diệu ơi, mặt này có chị giết đó. Là sao? Áo xanh lăng liền. Đẹp mà mấy chị. Ok Mimi, nhỏ nhỏ nha. Mặc hở ngực cho vui đi cho mấy chị. Bữa giờ mặc ôm ôm rồi, mặc hở ngực cho vui đi mấy chị. Hôm nay cũng đẹp mà, tại em đang mặc mấy bộ trong người á, cái thành đó nó chưa lên giá. Cứng mà. Ơi cái này là 55kg đổi lại thôi. Ôm. Có cho dùng đơn đâu. Đúng rồi, hôm qua đồ nhúng em cho dùng nha mấy chị. Em có nói rồi, nhúng em cũng cho dùng nha. Tại hôm qua thằng nhúng nó đã tặng em đã tặng lỗ rồi, em muốn chốt để em gom tiền mà các chị yêu. Để nhập với hàng này các chị gom đi, dồn đi em cho dồn cho. Tại vì chẳng lấy 85.000 em đi giao. Còn 300 mấy ngàn là giao được rồi, đừng dồn nữa. Đôi nhúng em giảm giờ nhiều, hết tiền. Em đã bán, đã giảm rất nhiều cho em đi để em còn gom tiền về. Chị ơi, các cái tuyến hàng hiện tại là bị đóng rất nhiều, tình hình dịch phức tạp các áo đen ok bằng lê, quần trắng vừa mặc số 2. Tùy theo đợt hàng, đợt đó mà dù sale nhiều quá là em cho nhân viên xử lý cho xong luôn. Áo hồng Nguyễn. Áo hồng ok Nguyễn Tường nè. Hồng này 63kg. Thi đẹp đó Thủy. Thủy vào đây đứng cho mấy chị coi này. Hồng
Tiến sĩ, kính mời tiến sĩ. Không, chị nói mà cái kiểu này thì mặc để coi nè. Dâm đáng. Ủa sao Hồng là dư vậy? Thì còn cái nãy nó kỳ rồi mà kỳ nó dư một cái chưa ra, không mời mà cậu một người. Mimi nè, lấy cho chị Mimi, Mimi lấy đủ màu nè. Vừa tốn nhúc hàng này cậu con. Vừa có nói không? Để chị cho hôm qua là đồ nhúc là Dũng giữ hàng mà. Dạy bán hết rồi cả chị ơi. Dạy bán hết mấy trăm đời luôn rồi. Hôm qua à, còn em mới phát hiện ra thêm một chuyện nó vui lắm nha. Đôi giày này của em á, em sao em tính ra tiền tiền chung với tiền mình á có 400 mấy ngàn, em tính sao em thiếu số không, cuối cùng lên web á bên kia nó mới đăng á là 4 triệu mấy một đôi. Mấy đôi này á da mà lúc đó em bán 240 ngàn hay 200 mấy ngàn cho các chị á, mà hàng nghiêm nha, hàng không phải hàng cũ nha. Mà trong lúc đó là cái trang kia đang bán là 450 ngàn hàng si, các chị nghe kinh chưa, đôi này đang bán hàng si giá 400 mấy ngàn. Người ta gọi là tâm hồn no đủ. Mà lúc đó em đang bán hàng mới là 200 mấy ngàn, mà em còn em ngồi em tính sao á, em nói là thì em bị em tính ra thì thiếu số không, nói chung là kế toán kiểu này là bán nhà em tính ra em thiếu số không đó. Bây giờ bán nè, người ta đang bán hàng si ra cho đôi này 400 mấy ngàn đó. Vậy á hả, năm nay về lại cho, năm nay em về lại cho, tại vì cái chỗ nhà máy này em làm việc là quen, chỗ quen là biết sao không, giống như mình mua một size là 40 đôi thì là các chị lấy đủ size là 30, 36, 37, 38, 39, 40 đến 42 là một size vậy là 40 đôi, thì các chị cứ cộng ra là mấy trăm đôi một màu vậy đó, mà nó có 4 màu là các chị phải lấy 4 màu nữa. Trời ơi, ôm tiền, cái tiền nó quan trọng lắm, nó ôm tiền. Mà nhưng em vẫn liều lắm, em liều em lấy, em về em bán ít, giá lời ít lắm để em chạy số lượng mà. Cũng không nghĩ là giá thị trường mà, em nghĩ là tầm 700-800 đô vậy là cũng dữ rồi. Ai nghĩ, trời ơi, web nó lên 4 triệu mấy xong rồi, hàng si ngồi bán lại 400 mấy ngàn. Giật mình luôn á, giật mình luôn. Trong lúc đó mình bán hàng mới có 200 mấy ngàn thôi đó, mà mình còn nghĩ là cao rồi đó. Nhưng đúng hàng da luôn, hàng đẹp luôn á. Bán nhà mua nhà cao hơn. Rồi xem này các chị ơi, 57 kg nha. Nguyễn Trúc thích sao hồng đó hả? Giờ có hồng khác được không? À một bàn qua đi, lôi đồ bộ này qua dùm nhiều đi. Xem ok Mimi 500 áo các chị. Hồi xàm xàm nói giả dụ em nói chuyện với các chị em bán thôi. Em đây mà em bán hết 500 áo rồi đó. Thấy ghê chưa? Lúc về, năm nay em về mà. Hàng này em về chị nào đi rồi là biết mà. Rất là em. Đây đây, đồ đây. Để đem lên cho chị Tùy Tiết đây. Để máy lên ha. Đúng rồi. Yeah. Chị trời ơi, cái phần nó rớt ra hết trơn. Rồi còn cái mã áo nữa, để cho em dùng đi con. Cái đóng đồ bộ xong đấy đã. Làm như có nhiều lắm, có nhiều đây à. Xanh này 57 á. TV Hề Nguyễn Tiền Huyền rồi hết, mới vô bán ra vô có rình đâu, tại vô quen với nhà máy cái vô thấy đẹp á, vô thấy giá ở trên web nó bán cao thiệt, có chỗ thì tiền triệu, có chỗ mấy trăm cũng có. Không không có lên áo giống chị ơi, một ngày duy nhất tặng thôi, bán hôm qua lũ mười mấy triệu rồi không bán nữa. Nên hôm qua là phải không cho giữ hàng là đi lên, đi luôn. Thay vì giống như em miễn phí ship trong cái áo đi cho các chị rồi là đi luôn đó. Rồi 60-62 kg đem kiểu gì, rồi đem đó cho Nguyễn Trúc một cái đi, số 2, số 3 cho Nguyễn Trúc cái đi, rồi đem với bạn số 2, số 3 cái gì cũng đẹp. Trời ơi bán thử, thử quá trời thử luôn. Thấy không? Bán bán này á nhiều khi nóng, biết nóng sao mình không có lời nên mình nóng, mình thấy mình lỗ mình nóng. Ok vàng cho chị Trang, vàng chị bấm hai lệnh rồi bỏ ra dùm cho chị cái vàng cho Mimi, vàng cho Huyền Nguyễn, vàng Nguyễn Phương, vàng cho Nguyễn Nghi, vàng cho Tuyền Huyền đang còn cái này. Đen mini luôn hết. Cái áo luôn. À, khách không mua.
này cái gì đây tím. Giờ ai bổ sung tím này thì bổ sung thôi nha. Áo thông báo áo 55.000 hết. Giờ qua đồ bộ. À 500 áo hết rồi. Nhanh không? Như một cơn gió. Lỗ bánh xác. Ra ngoài vừa vụt qua này đây. Lấy tím này đi, giờ lấy tím này đi bà con. 60 kg rồi vậy thôi. Cái tím này ủng hộ cho em, tím này em còn dùng. Ai chưa có lấy tím nha. Hồng sao sót lại cái đi, hồng nào. Hồng nói hết rồi. Tím mimi, bây giờ tím em còn vậy đó các chị ơi. À, 500 áo vừa đó. Em bữa la nhà dịu á. Rồi là hơi bị chất lượng đó các chị nha, chị Thu Trần nè. Chị Thiền Minh nha, tím này tầm 60-61kg được. Hà Huyền, chị ghi lại dùm nha em nha. Chị Thiền Minh, Nguyễn Huyền. Hết rồi các chị, hết rồi đó. Không còn, anh 500 áo. Khách đồng mời các chị ghi kèm đồng ý cọc giúp shop nha, để shop chốt đơn các chị ơi. Áo đồng giá hôm nay là áo 85 các chị. Nhiều mã rất là đẹp ạ. Rồi, tím có nhiêu vậy đó. Tím nâu lê, rồi chị in đi để chị thay đồ bộ. Quần dài hết rồi chị Thanh Huyền ơi. Tiếng Nga Huyền nè. Ngọc Huệ cũng biết luôn. Có gì các bạn chụp hình cho mình ha. Có gì các bạn chụp hình chị cho à. Hồng á, thích hồng á, hồng có cái này. Chị Hoàng thì Phương Thảo. Ui, chị đặt cái chị. Chị Lan Trương là có đồng ý rồi này, chị Lan Trương là... Hồng có cái này được không? Hồng 60. Đúng rồi, ok, 60 tính cho chị Lan Trương. Tính còn không? Vâng. Còn trên đó không? Okay. Đây nè, tính một đống đây nè, còn 2 cái. Rồi, 1. Hồng còn 4 cái, 60 tính. Hồng còn 4 cái, 60 tính. Hải Âu, 80 ngàn hết. Áo tím Nguyễn Phương, áo hồng mini. Chị Hiếu Nguyễn nay chưa có đông chưa chưa không? Chưa kiểm tra chưa, chắc không mới chưa chị. À mà ông Hiếu Nguyễn thì khách nói mã số điện thoại kèm đồng ý chuyển khoản. Nguyễn Nghi hết. Chị Ngọc Thanh Nguyễn thì chị cứ đặt đi chị nhé. Em thấy là chị có đồng ý rồi nên chị cứ đặt tên mã số điện thoại là được. Cuối like sẽ có nhân viên chụp hình xác nhận rồi gửi hàng thôi. Rồi các chị cọc trăm ngàn cái vui 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 ơi. Cho đôi bên. Màu da này còn không? Đặt hàng không có cái này. Ở ngoài vô có cái này. Rồi tính cho chị Thiền Minh ạ. Da còn cái này. Con áo dễ thương lắm á. Tính cho chị Thiền Minh ạ. Không có đúng không? Rồi ok. Áo tính cho chị Nha này da sắt lắm. Còn cái da này là da có tay đúng không? Sắt lắm không? Áo tính cho chị Linh Ngô này. Da cho Mimi này. Kem đang okay. Chỉ có sách nách này nữa này. Đó, chị vẫn thì ấy luôn này. Da có tay này. Mặc tính là áo tím còn nha các chị ơi. Cái này da sách nách này. À hồng. Hồng này á các chị ơi có. Quên đỏ chứ. Đỏ hồng da. Đây là cái tên nước cho chị biết. Đỏ hồng da. Sáng luôn. Sắp nách nha, cả nhà không vô hết rồi. Được cái đi à? Cái này có nhiều, cái này nhiều. Nhiều vâng, đúng rồi. Đỏ hồng da, à đỏ. Ừ đúng rồi, đỏ hồng da. Rồi các chị, Tiền đỏ Minh hồng có da các chị. Tiền Minh có rồi không? Tiền Minh này có kiếm chưa? Tiền Minh có rồi. Rồi. Còn sắp nách để chị ấy cho. Dạ, Hà Huyền nha. Đỏ hai cái cho Nguyễn Nghi. Đi xin lấy cái khác á. Cái miền chị nó tội nghiệp chị. Ok Mimi đủ màu. Chị Hoa không sách hết Cẩm Tú. Ok Linh Ngô Hồng. Dạ Nguyễn Hồng cô chị ơi. Cái này gần đến 60kg được mà. Dạ cô tiếp tin nãy giờ cô cũng nhiều lắm á nha. Đúng rồi. Nguyễn Thắng Lậu đơn xong chưa? Anh chị ở đang đặt cái dồn thêm không? Hỏi bà nào.
chị Nguyễn không cho lại số cái số điện thoại nha chị ơi. Chị trồng 100.000 chị hết rồi chị thêm. Ok rồi, đừng nhắn thẳng dùng nhận đơn nha. Đó, vậy thôi chứ có gì đâu, đơn giản lắm chị em mình nè. Chị giờ để em chốt sao giờ. Chị em thấy chị bấm sao á, Nguyễn Thắm lấy đặt gì đâu rồi, để dù quay lại đó hồng nha Nguyễn Thắm. Màu da cho Trương. Trương Thi Cẩm Tú có rồi. Da sách nhất lan Trương, đỡ cho Nâu Lê. Tóc 5.000 mặc chơi chơi thôi cả nhà thân yêu. Hồng cho Ngọc Hành bỏ. Chị Mimi có rồi. Mimi có rồi. Da hồng Lan Nguyễn. Em in dùng cho chị Khoa. Khoa đoàn với Huyền Nguyễn đi. Khoa đoàn mình là ok đây. Mindy có rồi, Mindy có hàng này, có đủ màu rồi. Mindy đủ màu. Khoa đoàn Huyền Nguyễn đỏ với da. Ôi da còn đỏ thôi. Hồng cho Ngọc Tuyết. Có chị ghi chữ đỏ không nấu Huyền mấy chị kia. Hèn gì, nãy giờ ảnh quá trời luôn. Một cái đỏ cho chị Nguyệt Thìn. Rồi đây rồi. Tiếp. Em đọc cái kì. Rồi đọc không? Không đọc. Ghi màu không? Ghi chữ ghi hai. Cái chữ mà có hai từ không là nó không hiện. Để coi thử cài cái máy lại coi sao chứ. Nó không hiện được cú quả luôn. Rồi đọc cho chị Khoa Đoan này. Này chưa cho đối tượng này. Đọc sắp nét cho chị Cẩm Tú Trần Thì này. Rồi có rồi. Có rồi phải đăng đọc theo thứ tự. Đỏ trắng cho chị Nguyễn Hồng này, có cái nào bỏ cái đó. Chị Nguyễn Hồng là đồng ý cọc rồi đó. Đó, ok. Da sắt nét cho chị Lan Trương. Da không có em. Không có à? Đỏ sắt nét cho chị Nâu Lê. Đỏ có Nâu Lê rồi. Rồi vâng. Hồng, có tâm lâm. Hồng cho chị Ngọc Hình Võ này. Cái nào có rồi bỏ đó. Hồng Ngọc Hình Võ này, rồi tiếp. Đọc từ từ thôi. Đỏ hông giá sách nét chị Minh Đi Nguyệt này. Minh Đi nãy giờ thôi mà. Ủa chị đọc đi lần nào chứ vậy hả? Toàn đọc lại nãy giờ không? Thôi để chị tự đọc đi. Huyền rõ đỏ này. Đọc mới đọc cái sau này thôi. Đỏ ngang Nguyễn có rồi phải không? Dạ. Ngài Âu có rồi phải không? Hồng sách nét tầm nguyên này. Đỏ Phương Nguyễn này. Đỏ cho chị Duy Trần này. Đỏ ngang Nguyễn này. Rồi, còn một cái hồng, một cái đỏ nữa, rồi vô hết. Chứ nói với cả nhà, chị Dũng có đồ bán luôn đó chị ơi. Chị mấy nay là đem hàng mà gọi như hàng mà không tính để like. Không phải là mình phân biệt khách mà nghĩa là khách sĩ là sẽ có một cái dạng hàng khác. Tại vì em bán như vậy nó tránh để phá giá nhau á. Mà không có hàng like luôn á. Đó là hàng này bị cả tháng trời mà giờ phải lôi ra bán đó. Là khách sĩ đang lấy bình thường luôn á. Không có đâu chị. Cái hàng mà 85 ngàn này khách sĩ nhà em đang rồi không cho chị Hoàng thì Tuấn Phạm. Còn cái đỏ luôn. Rồi còn một cái đỏ cũng ok luôn. Không có à. Em chẳng có giá. Không cái đỏ nha, con đỏ sắt nét cho chị ơi. Tại vì em tránh bán lại á, để đừng là mình bán lại cái giá nó quá rẻ thì thành ra sĩ nó có bán. Nên em làm hai cái mặt hàng, có một mã là về là chỉ có sĩ không, một mã là bán bên lai không vậy đó. Ở chuyến này là lôi xuống bán luôn, giờ hàng có bán luôn. Nhà gọi như là có ngộ lời nè. Con đỏ sắt nét tươi nha các chị, hồng sắt nét bán hết rồi nha. Dạ, bộ 165. Sang bộ 165 các chị. Bộ này ai mua rồi là biết hàng này. Không đẹp không lấy tiền. Gọi như là mắc rười à. Nhìn bộ đồ đẹp hơn trong hình nhiều. Rồi hồng đó có sai gì? Cái theo 2 cái. Cái theo 2 cái, anh lựa có 1 bộ à. Sách chồng Mimi lấy là em nãy là Mimi với Mindy là của Mimi cũng đặt đủ màu hả? Sao tao bỏ vậy? Không Mimi là cái đông đặt rồi về là không sao. Rồi Mimi là lấy size XL này. Bộ hồng đó đẹp lắm. À chị nhìn rồi này, còn 3 bộ này phía len ok này. Đây là hôm mai á là vừa có đồ bộ. Mai là vừa có đồ bộ đó. Không sao mấy cái con không? Hết còn có bộ L à. Rồi đưa tiếp luôn. Rồi anh L có bộ. Mai đồ bộ đẹp lắm nha. Thằng Lê này luôn. Còn hồng L thôi nha chị. Bộ size bộ L thôi. Thằng Nguyên ơi, còn L được không? Rồi một bộ sai. Hồng 58 chị cho chị hồng hoa. Không được. Chặt. Tối đa 57 à. 58 chặt á.
Đó là con 1, còn như 1 với 2. Con 057 thôi các chị ơi. Trắng chữ LXL. Cô hàng cho Ngọc Tuyết luôn đi. Rồi ok. À, trắng chữ nha. Chị Nguyệt đưa lên đây đi, nhục xuống cho nó nhanh. Giày này chưa đặt. Đã đặt đâu mà về. Phải chờ vào mùa. Mùa nhà máy làm lại. Chúng bắt bây giờ dịch cấm hết trơn rồi các chị ơi. Không có. Không có nhà xét hàng bán hết rồi nha các chị ơi. Mình sang cái set trắng chữ nhá. Rồi, sẽ trắng chữ gì? Em có hàng bán. Là lát nữa sẽ có là trắng hoa nữa. Chị Lan Bình ơi, phải măng gồ mặt mát lắm, trắng ít xanh lường. Các chị ơi, nhận rồi á, phải cho em phản hồi nhiều nhiều để em tự từ chuyên năm mai tiếp nha. Mi chuyên ok. Trước khi ơi, có gì nhân viên em sẽ chụp hình cho chị nha. Rồi các chị muốn gửi, muốn dồn đơn gì em có dồn cho, không có vấn đề. Tại vì hôm nay mới trắng chữ xanh lường trong người dịu luôn. Này Nguyễn, 2x70kg các chị ơi. Phát tì lên XL rồi, hết XL rồi, 2x70kg. Chị nào lấy ghi luôn. Cái bữa trước cái bộ mua gì mà có chất ở đâu ta? Còn bộ mà kìa. Bóng tím. Chơi gì? Quần riêng thổ hả? Rồi đen, đưa lên luôn chị. Đen. Mấy này dễ mặc, có chị mặc cũng còn đẹp hơn em nhiều. C1 và C2 đen. Không vô hết rồi. Cái này là vừa có like rồi đó. Xét hồng bán hết thôi các chị ơi. Cả đây bắn lại. Ê, ra ra lấy cái bộ màu trên chuối với bụng với mấy bộ cho ngoài kia vào bán. Cái áo này rồi. Áo này em ghi cho Nguyễn Trúc đi. Ghi cho Nguyễn Trúc bộ. Áo okay, hồng cho Nguyễn Trúc. Vô để cho Nguyễn Trúc rồi nha. Trắng chữ một bộ 58kg vừa hết luôn rồi. Vừa còn đen thôi. Ví lê ok. Đen XL. Trắng chữ của em là vừa chỉ còn size của 2X. Đen là có size L. Size 2X. Quen đang có size 2X và size 1. Đang có size 2 và size 1. Đang size 1 mini. Bồ đang bệnh 56kg dáng gọn. Giờ hết rồi chị ơi, 2X cho Bạch Yến. Em hết size L. Nãy bộ L trong người chị không thể lấy được rồi. Đang 57 cho chị Thảo size XL luôn. Ok chị Lê Thị Dung đang 165.000. Cái này là khách em mua. Mua rất nhiều rồi, chứ phải là mới nữa đâu các chị. 1.600 bộ. Này bán màu hay là sao? Ở đây vào hết luôn đi. Ý là giờ cái nào ít là đem vào hết. Còn cái nào mà nhiều là để ngoài. Rồi mình đang là mình soạn. Áo đen vừa bán hết rồi, đen hết rồi. Rồi còn màu gì nữa kìa? Còn hoa trừ. Rồi hoa trừ. Hoa trắng. Rồi đưa lên cho chị thử luôn đi, cho xong kêu đi. Kêu luôn, khoa trắng các chị ơi. Chị thích cho bộ nhiều dùng nhá. Còn mà đơn mà cảm thấy mà nhiều rồi xài thì rồi. Em cho đi luôn. Còn mà đơn ít thích các chị muốn em giữ lại chứ. Đưa cái đó băng xuống rồi. Nói vậy chứ biết sao làm đơn vậy nè. Nhân viên nó cái đấy là mấy bạn ngồi chụp hình rồi luôn chứ chị làm nhà em được cái ngày nào á chụp hình ngày đó, các chị muốn dồn em vẫn dồn, nhưng mà đơn hơi nhiều nhiều rồi tầm 5-6 món rồi là em cho đi hết á. 1-2 món thì dồn được chứ nhiều quá rồi mà dồn nhá, nó làm nhiều khi hay xả rồi mất công lắm, mà 5-6 món là cũng là tiền khá khá rồi thì cho đi là được rồi. Mười món rồi vậy là cho đi. Ủa sao mặt lại đen chữ đứa nào đưa ngoài vậy? Ủa sao lộn cái bộ nó vô rồi đó chứ chị để riêng chưa này. Lên thì thêm bạc rồi. Đây nè. Này đá chữ còn bồ nè. Còn đây nữa nè. Đây nè. Nó đóng nè. Không trắng chữ. Nè trắng chữ. Sai gì vậy? Không đá cái đó sai kìa. Này trắng chữ là. Ok hai. Chị Thanh Hằng. Sai 2. Rồi cái này cho chị Thanh Hằng này. Sai 2 còn cái chữ trong của Kỳ là nãy của ai vậy? Không, không có. Nãy sai là chị dục xuống là chị mừng của chị Nguyễn. Rồi. Chị rồi đây bộ này, bây giờ còn size 2 trắng chữ, sách trắng ok chị lấy size của chị Lê Hoàng Trang, lơ, thẳng lên, nha, mới vậy, vậy mới vui, nãy giờ buồn, không, vừa nhấp fan size 2 luôn, vừa biết thôi chứ vừa thấy là vừa xoàn à, nghĩa là vừa không có hứa trước mà nhưng vừa thấy nó chị cứ nói là vừa biết ý là vừa, thấy khách đang thích vậy đó mà còn mà vừa cũng xoàn. Trắng này là của bên bùng bùng đó, bộ đó rồi. Dưới đó hết, còn trên này chưa bán mà chưa ra hàng nên chưa có bán. Rồi trắng lá, ghi dùng cho em trắng lá nha các chị. Nãy là trắng hình chữ, bây giờ trắng lá LXL 2X rồi hết luôn đó. Mẫu này là còn cuối cùng rồi. LXL 2X. Này sai L em đang mặc này. Trời ơi ba cái quần hả? Lấy cái quần đây. Mặc đỏ luôn á.
ơi, măng gồ lùa này hình như dễ chịu lắm, không có không khó chịu đâu. Em may to cực kỳ luôn á, trắng lá đi trên lường. Có tí lên mua cho á chị, trắng lá sai anh liền. Ok chị, tỷ lên 2 ít cho Bạch Kiếm. Ok, bỏ qua đi cho măng lùa này được xuống. Anh lời cho chị Thảo Thảo vỏ trong người luôn, rồi anh lời hết hàng. Đi anh lời còn này, 2 ít, này này 2 ít đi. Có kì kiểm tra lại gì sai, không có gì sai. L, L. Cái nào mang nghe không? Cho em ơi. Không, không bữa là chị mặc sai em L mà. Chẳng lỡ lắm. Năm, năm sạch thì đối xuống thấy xuống mới đôi này. Có một chị 2X mà. Rồi. Bạch Yến. Đôi, đôi lại cho chạy L ra. L chị mình trong người. Rồi ok. Hết rồi các chị ơi, còn XL 2X thôi. À, hết hàng, còn mấy bộ à. Dạ em vô hết hàng rồi. Bán hết hàng luôn. Rồi. Dạ dễ mặc lắm. Trắng 57 ok chu trình. Mình lấy size XL cho em nha. Ok chị à, Hải Sumo ok nè. Trắng lá 60kg XL nè. Chu trình XL nè. Liên Nguyễn XL nè. Hoa hồng XL. Rồi à, đây. Vô con vậy đó nha. Mình xoay hàng xong. 7, 1, 1, 2 Chị Diễm Phan bộ hay. Đúng rồi chị Tí Lê, 60kg mặc XL. 2X Diễm Phan. Hàng này vừa bán nhiều màu lắm. Ê, có bộ hoa nè. Bộ hoa nè. Bộ hoa còn 2X, 2X trong nhà. To quá trời luôn. Mới tắm hết rồi chị ơi. Em hết hàng rồi. Điều chỉnh lại bình thường cho chị ấy nhá. Rồi chị chỉnh lại rồi. Vậy con này. Trắng lá 58kg còn ít lớn chị. Còn ít lớn đưa chị Minh Lý. Ok chị Minh Lý à. Chị điều chỉnh bình thường rồi mà. To lắm 70kg. Bộ hoa. Vô bánh phải thử. Thử đây các chị coi nha. Coi ổn không? Dạ. Nào còn cái bộ mấy màu đâu nè. Hoa 70kg. 63 đến 70kg các chị nha. Chị nào số 2 thì dáng phải đầy đầy á. Em 52kg đang mặc. Cái chân 10kg rồi nhé. To. Hoa. Hết size luôn rồi. Tiếp quá trời. À. Dạ, 165.000 chị yêu. Mango nha, lụa mango nó rộng quá nè. Thử thử bộ đồ mà cái này. Rộng quá trời rộng. Đây con bộ 169.000 nó mới sự dữ dằn nè. Rồi, size 1 là dưới 60kg, size 2 là 70kg. Khách em mua cái bộ này là lụa nha các chị. À quên, linen nha. Chị xem. Xong, khen đẹp. Rồi, tốn tiền chị luôn. Không, và các chị vợ nhiều khi nghĩ trong mấy ngày mua về mặc cho sướng rồi chán bỏ không có tiếc, chứ may chứ cho mệt ha. Mà vải thì đẹp quá trời, cầm về mắc rụi ha, mà kiểu đồ dáng đồ lên nhìn dễ thương. Rồi các chị. 1X 169.000, lai nành lụa đó. À, 1X cộng 1X là thông báo có 2 bộ thôi nha, là 60 dưới 60kg là chỉ có 2 bộ thôi. Còn nhiêu là của 61 đến 70kg thoải mái. Em bán bộ này là khách em mặc ở nhà đi chơi rồi vậy luôn. Bộ đồ đồ đẹp. Chị nào nhận rồi là biết nè. Mà tới sáng nay em đăng hình nè. Sáng nay em đăng hình là khách em chơi nguyên hình chuối. Trời ơi em đâu nghĩ là chị ấy mặc đi các chị thấy không? 169.000 mà mặc đi dự đi chơi tiệc luôn nha. Không có cần suy nghĩ mà này. Không cần suy nghĩ gì nhiều luôn. Thì các chị coi này. Thấy không? Em may lên em bán vậy đó mà. Nói chung là khách tin thì khách mua thôi. Nhưng mà cái giá mà em làm được á là em có lý do tại sao. Vải gốc nè, rồi cái thờ thầy đồ của mình, tất cả đều có bên mình hết. Thì đương nhiên giá ra nó rẻ thôi. Thì mình đâu phải là người đi nhập lại đâu. Ơ
169.000 các chị vô mấy đang bộ đồ như vậy các chị thấy cái áo không cái quần may rồi nút rồi nối rồi làm tức lừa hết. Một bộ 169 chị Mi ơi, chị mặc size gì? XL chị Tuyết nè, đẹp lắm. Dạ ơn Dung Nghĩa, 60kg lăn tạp trong người luôn. Chị Dung thì lấy size của 2X phải không? Chị lấy size 2X luôn phải không? Có bộ chuối đó luôn đó. Chị nào thích thì vừa lấy luôn cho. Một bộ 60kg nữa nha. Ôi chị Nguyễn hết rồi. Hãy ghi không gỡ. Ok Dung Nguyễn nè, 160kg hết rồi. Kim lỏng quá rồi, hết rồi. Cam ok, 7 bình luôn. Bộ này mặc dễ thương lắm. Size 2 hết luôn. Lấy hồng size 2 cho em luôn mấy chị. Hồng đẹp lắm nha. Giờ hết size rồi. Hồng size 2. Em may nhiều lắm. May tại bán đầu năm để lấy tương tác á. Cái tế là mình làm số lượng thiệt nhiều để tính ra được cái giá thành cho nó rẻ. Ok chị Dung Nguyễn lần này có bộ 2 rồi chị. Hồng luôn, ok Dung Nguyễn luôn. Ngọt cực kỳ. Cái bộ đồ này á, chị nào xây 2 lấy nha. Rồi cho chị bộ trắng, bộ vàng luôn. Bộ vàng để kiểm tra là. Hồng ok, hình diễm. Đi cái màu này hết đi, chị lôi 2 màu kia. Chị không có. Chị nãy có 2 bộ mà chị không có ghi. Không ghi cân nặng với em, không có soạn luôn em. Hỏi xong cái cách lấy hết trơn. Hồng 57kg lại không vô bà ơi. Hồng 57kg không vô. Này cái quần 125.000 của em nhiều chị. Giờ em sẽ lấy cái phong này em may quần lên này cho chị mặc. Phong đẹp cực kỳ luôn. Bữa em bán cái 125 á. Cái quần em đang mặc này này. Em lấy mấy cái lại mặc hết. Phong chị mà đi tiệc ai cũng khen đó. Đó. Thấy khách nhà em không? Ủa là hình thức của chị đó hả? Trời ơi. Trời ơi dễ thương dữ luôn. Các nhà em mặc đi tiệc đó chị nha, các chị nha. Đừng nói giá tiền không nói ra ngay biết dự. Nhiều nói 500 ngàn bộ đi cho nó có giá trị. Các chị đừng nói rẻ quá nha. Mình đừng phải nói giá nó dữ dằn lên. Em, trời ơi, em thấy nhân viên em có phải gửi về nói chị dù ơi khách mặc đẹp quá. Em đâu nghĩ khách mặc đi tiệc luôn. Nói chủ mà không nhận cái màu đi đẹp kia. Đó em phải, đúng rồi đó. À nãy em phê hình như cơ khách nhà em này đó thì các chị nha. Đây là yên tâm chốt thôi ha. Chị nào chưa tấm thì chốt thôi nha. Rồi chị mặc xe to nè. Cái này chuối chị cũng cái này. Ừ có nhưng mà ý là không đưa thử là chị đưa ra ngoài nó xoài lắm. Rồi có nhiều à. Mẹ hả? Ừ nó có đang còn mấy cục tình. Hết rồi. 57 cái rồng có chịu lấy không? Không mấy bộ này giờ cũng còn xe này không? Lại được bán được xe nhỏ hơn xe to. Bữa nay vừa bán phải 2 bộ á, vừa đó bán 1 bộ đâu. Ờ vừa không có hàng. À không có bắt khách được lấy được 2 bộ. Ít lời còn 1 2. Toàn còn xe 2 không nè. Còn xe 2 quá trời luôn, không còn xe 1. Mấy chị ơi. Ơi, mình chuối ý là đi mũ. Đúng không? Rộng, rộng tiếp, chị tiếp mặc rộng với em chịu không? Còn 1 vàng nữa. Chị tiếp à. Rồi 1X chuối 2X. Dạ 169.000 thôi. Lai nành đó. Đó khách em rồi. Còn mặc đi. Mà chị, em thấy chị mặc màu xanh em thấy đẹp quá trời luôn á. Em cũng có bộ màu xanh giống chị vậy đó. Trời ơi không nghĩ chị mặc đi tiệc vậy đẹp quá trời luôn này. Tôi ngắm cái hình rồng mới đẹp. Hay cái này là có khách có người khen rồi mà Dung, nên Dung Nguyễn mới mua thêm nè. Ok tiếp. Tiếp thì chiều nha, chiều là giống dịu lắm nha. Rồi, xin 169.000 các chị mua lanh nền đi, lanh nền lụa đi. Em làm cho mình vậy sướng chưa? Chưa đủ một cái áo nữa. Đừng nói lên nguyên bộ đồ. Nhưng em luôn có những cái mã hàng mà bất ngờ lắm. Cỏ mây ơi, vừa chấp nhận size 2 mặt rộng như dịu thì dịu soạn thôi nha. Một bộ vàng size 2. Ok chị Thu Hằng. Rồi, lấy vàng luôn. Lấy bộ vàng, vàng thì đi với trắng. Còn cái này là chuối. Sách hồng chị hai sumo. Ai chấp nhận mặc rộng thì lấy cho lớn thôi. Đây bộ vàng đây này. Vàng là đi với quần trắng. Cưng. Này vàng này thì vô tư size này. Xinh này á, xinh chuối này là bộ chuối này á, các chị chỉ có size cũng cũng có size 1, size 2 luôn. Cỏ hồng không hiểu ý nhiều rồi. Nghĩa là chỉ còn cái size của 60kg trở lên. Chị 57kg chị mặc rộng. Giờ mà chiều mặc rộng vậy đó, chị có chiều không? Nếu mà chiều thì dù soạn cho chị bộ này luôn. Là nghĩa là mình vẫn phải mặc size 2, không mặc được size 1.
chị lấy đi, mấy bộ này dễ mặc lắm ha. Này, size 2 này, vừa ra mặc size 2 là có 70kg đó. Nghĩa là chị không có chịu không, chịu thì vừa soạn thôi. Vân trắng dài là lai nành lụa, lai nành tinh. Trắng dài em muốn có chị ơi, vàng trắng Lê Phương. Trắng dài em không có đâu, đẹp quá mà không có size nhỏ. Size nhỏ bà vừa lấy có size XL này nè. Ok chị nha, rồi đó, vừa phải hỏi kỹ vậy đó. Mây mây, rồi, cỡ mây chứ lụng. Cái này vừa đang mặc size của XL này, là 60kg đổ lại nè. Tại cái quần của vừa cồn, quần trong cồn. Cưng, cưng lắm luôn. Bỏ cái này cho người ta. Vang tặng chị là một... bên chị đúng không? Chimmy hết luôn rồi. Chimmy ơi hết rồi. 55-60 XL. Không, đây anh bán ở Dũng, ai Dũng ai chị chỉ like một hôm thôi. Anh Dũng là chỉ có like một hôm tặng quà cho khách thôi. Ngày mai bắt đầu các hàng về ok lại thì bán lại bình thường rồi. Ok Lan Nguyễn xây tàng XL. XL là 5. Vừa khách em 48kg cũng mặc đến 60kg. Cổ dằn dòng 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 vậy nha. Không xây 2, con nó cắt con. Không. Hai. Hả? Cái đó cam mà. Không. Cái cam mà. Không cam. Không ra, nãy giờ hết rồi. Hết rồi bác, thì mày hỏi. Không hết rồi các chị ơi. Chú ấy xây màu vàng đi. Nhiều mặt màu nào cũng đẹp đúng không chị? Thế mới cho lên làm màu chứ. Không mà mấy thằng này dễ mặc các chị ơi, không phải là giờ em nãy em đưa khách em thấy em đưa hình nó đẹp em mới khoe. Khách mặc rất là dễ thương, đẹp luôn. Xây vàng ok. Vàng con nó Ngọc Phụng xoán luôn nha. XL. 169.000 nè. XL là size nhỏ nhất đó. Có 169.000 thôi. Nhưng mà cái này là nhiều bán để khách mặc á, đi chợ, đi uống cà phê, đi chơi vòng vòng, đi ăn, đi uống, rồi vậy mặc nhà ở nhà cũng được luôn, tại giá nó rẻ quá. Mà khách vừa còn mặc đi tiệc luôn thì các chị nhìn rồi đó, phải sang, phải đẹp nha. Rẻ hơn cả một cái quần, cái quần 175 luôn. Cưng lắm. Okay, nó đồ bồ, nhưng là bồ kiểu. Vàng 60kg cho chị Ngọc Phùng. Ok chị. Ngọc Phùng rồi, vàng trắng Lê Phường luôn, 60kg luôn đi em. Ok chuối luôn, ok chị Thu Sam luôn. Chuối có 3 bộ thôi, size nhỏ thôi, còn lại size lớn hết đó. Thiệt hàng ai cũng khen hết. Có thêm 2 bộ nữa đó, mấy chị ơi. 60 đưa xong XL ha. XL luôn em. Đó, giờ em mặc bộ đồ giống chị nè. Chị, 2 vòng 1 chuối. Chuối XL. Chú ý là em có đó. Được xuống rồi đó. Ừ, đồ bộ nhiều mẫu hơn nha. Ôi em làm nhiều lắm mà thử. Thử em. Thử em tham quá. Tại một mã của em ra toàn cả 500 à. Vàng 60 cho chị Túc Quyên luôn. 600 đến 1000 mấy bộ mỗi lá. Với lại một mẫu em ra có số lượng quá rồi, nhiều. Rồi chị Thu Sam là có vàng chuối 50kg cho chị nha. Vàng Túc Quyên chưa kì. Rồi. Năm nay sẽ XL nè chị. Sẽ cố gắng thiết kế đồ bộ nhiều hơn để các chị mặc chơi chơi ha. À ok, các chị cứ ủng hộ cho Diệu đi. Ngày mới. Mới là bất ngờ lớn. Ngày mới. Ngày mai nói lộn, ngày mai. Đúng mà, em nói cho quy em thôi. Đây. Để tôi coi tôi thiết kế bộ mã nào ta. Dương rồi nè. Bên em nhiều quá. Một số chín. Không, một số chín. Đây này. Các chị ơi, em cho các chị coi nè. Ngày mai nè, màu nè, thấy màu phối màu đẹp chưa? Lai nền nha. Thấy vừa phối hồng lộm hồng nhạt với cam. Nó xanh với tím là gì. Em phối tư lưu hạch vui hết à. Đang may nha, 600 bộ. Thấy. Giờ đang còn thiếu size L chứ không có, trưa nay là em xử liền luôn á. Em đâu có chờ đợi được vậy đâu. Thờ ngồi thờ làm vậy đó. Mà cái màu á, các chị thấy cái màu đã chưa? Trăm mấy ngàn nha, lên nền nha. Thấy màu là thấy ưng rồi đó. Khoái chưa? Khoái cái màu chưa? Ừ. Chưa này, rồi. Còn đây là mango này à. Đang cắt hoa cho các chị xong rồi. Còn thiếu một size nữa, nên không có like được. Đang làm luôn á, nhiều lắm. Nói chung là ngày mai là có tầm khoảng 1.500 bộ, 2 mẫu thôi.
nhưng khóa nhất là cái len này đó, giống vậy đó, phối màu vậy mà em đã thấy là màu tím mà lắm, em đã thấy mà cái hình mà màu tím nè, màu hồng là phối với tím này, đã thấy cưng rồi ha. Rồi màu xanh này, cái dưới này này, rồi bên này là xanh phối với trắng này, xanh ngọc phối trắng, cái màu rất là ngọt luôn. Phối màu cho các chị vậy đó, là trăm mấy ngàn đó. Giờ thợ đang làm. Hôm nay là đáng lẽ là có, là em tính lại bữa tối này là em sắp xếp lại cho làm luôn, mà không có được, không có kịp. Trình xe nhiều ấy, hàng của chị gửi qua Facebook Thiên Trang Lâm, ok chị. Quái khoái. Con trắng nhà là vừa bán hết rồi. Wow, chuối số 2 ký Nguyễn Phường. Nếu mà mình mua hàng sale mà khó quá lên chặn đó, chứ không phải là nghiệp cái gì hết á. Ngồi bắt chụp hình rồi hỏi này hỏi kia mà không chịu chuyển khoản liền đồ vậy cho người ta lên đơn cho xong mà ổng ngao ổng ngày này qua ngày khác là chặn luôn, không có nói nhiều. Không phải là chỉnh mà mất thời gian lắm, bán có lợi đơn được bao nhiêu đâu, đó là em quy định luôn. Chốt đơn mà lâu quá em cũng phạt. Đồ bộ nhà dù mấy mẫu nào mặc nhìn cũng cưng hết, mặc vô thấy dễ thương. Khi nào bà thấy cử mê 5 ngày like mà không thấy là tôi bể rồi đó nghe. Đồ đẹp quá chịu không nổi. Chết luôn cả chị ơi. Hay. Cả chị ơi. Như hôm qua là chín tay em luôn, em chẳng 2 lít mà khách quen luôn á. Là mua đồ nhúng. Mà cái gì mà em nói chốt mà điện lui điện tới mấy cuộc. Chụp hình tùm lum tà la hết, chụp cớ nào cũng không phải em ơi, không phải được chứ bán được bán cái nào không phải, tôi khỏi chốt luôn đi. Tôi nóng luôn á. Ngồi bên tôi thấy nhân viên nghe điện thoại mà ngồi nửa tiếng mà vẫn không xong cái mẫu của trên line như thế nào, đem xuống chụp hình vậy không xanh kia cơ, cái nó dài hơn cơ, không phải ngắn thế này, nóng thiệt luôn á mấy chị. Rồi đúng á, em chặn luôn, nó chặn đi, chưa cho phép đó. Không hề nói là nếu là chị không đồng ý gửi em xã mà từ cảnh báo luôn. Ủa thì chứ chụp hình chị không đồng ý thì phải xã thế chứ giờ làm sao chị. Trên này các chị đồng ý, dưới sau like bên em gửi tài khoản chụp hình rồi thì các chị tự động chủ động gửi chuyển khoản cọc chứ. Im lặng hoài thì mấy bạn chặn là đúng rồi. Cái gì mà lên đây mà nói là nghiệp muốn nghiệp mấy chị. Rất trắng vàng, ok, thiệp đổ. Khách mới là em luôn thông báo, mã hàng số điện thoại là các chị mua xong thoải mái. Cuối like, gửi số tài khoản, chụp mẫu. Thì ít ra các chị cũng phải nói, chị bệnh việc cái gì không có chuyển khoản được liền cho chị 3 tiếng 4 tiếng em vẫn chờ, nhiệt thiệt một ngày em vẫn chờ nha. Chỉ cần là câu nói của khách hàng đối với em rõ ràng. Còn đằng này nhá, để đó chút chị chuyển, chờ nha, chờ đến tối không chuyển nha các chị. Sáng mai em chuyển là chặn, em cho chặn liền. Tại vì em cũng không biết các chị là ai, các chị cũng không biết em là ai. Rồi chờ chi cho mệt. Không được thì đem cái hàng đó em đưa cho khách khác thôi, cho mắc mớ chi ngồi chờ. Trăm 165, 169. Tự nhiên vừa rồi vô người ta chặn kêu người ta nghiệp. Em không có chửi bới, em muốn nói nặng lời nhưng mà em cảm thấy không ổn là em chặn. Sáng ngày mai là dài chính thức á. Sáng ngày mai là Diệu làm dài đây mà Diệu phối vậy nè. Ở bên này một màu, bên này một màu với quần. Nói chung cũng cưng lắm. Mà giá thì cũng, các chị nhìn mấy cái giá này thì các chị nhìn qua cái hàng kia cũng giá vậy thôi. Nó thế chị nói không Diệu. Thế chị Lâm thì em ơi, em nói với chị này, em không có làm đâu, nhân viên em làm, nhưng mà nội dung gì á là chị cứ nhắn qua tin nhắn á, nhắn vào cái mục mà mấy anh chụp hình á, em chốt đơn qua Facebook kia là mấy bạn tự động chốt đơn cho chị đừng hỏi, chị nhắc trên này là em quên hết á. Còn khách mới em nói rồi các chị nha, có thể các chị không có thời gian chuyển khoản liền, ok em chờ 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng, em nói các chị 10 tiếng em vẫn chờ được, nhưng ở đây một cái lời nói với nhau để sốt chờ thôi. Còn coi xong tin nhắn mà im ru nha, em chặn, em không có nói nhiều nữa mệt. Không phải là em khó mà ở đây là các chị không tôn trọng, các chị mua cũng nói mà mua cũng không nói, nói chung là im ai biết đường nào mà vài lần rồi chặn xong thì lại kêu là sốt nghiệp. Mà sốt không có hề chửi, không có hề nói cái từ nặng luôn. Mình hiểu không? Thấy không được rồi chặn, nó khỏi mua bán với nhau, gọi như là hết hợp tác. Đơn giản thôi, mình không thích hợp thì mình bỏ qua đi. Tại vì có những cái sản phẩm nhiều khi
em bán tặng giống như nhân viên em biết em lợi hay không á, là em về là nhiều khi view cái biểu tiền luôn nó có chuyện người ta tính em, em cho nhân viên em tao bị coi đi rồi tự đóng giá luôn đi. Đến khi em còn hỏi cái này chị lời 20 được không hay lời 30, mấy đứa nó trời ơi chị về sau chị giàu lên nổi, nó còn nói em vậy luôn á, là nghĩa là mình quá thiệt luôn rồi, có nhiều trong trong ruột trong gan mình móc ra cho nhân viên coi luôn đó. Ê, nhân viên đứa nào theo được là theo với em luôn á, em cũng chẳng có khó khăn gì. Ok, đồ cho chị Lăng Nguyệt Tân sang hay. Mà em nói là em về lời nhiều là em cho nó nhiều ạ. À. Em cũng chẳng tiếc. Chưa, đồ là ngay cái bản thân em đã hay. Em đã sống mà có như là thoải mái như vậy rồi thì cái lời nói với em đối với khách hàng cũng vậy, em rất rõ ràng luôn. Mình lợi ích, mình phục vụ rất rõ, vâng, rất là kỹ. Nhưng bù lại, khách mà cảm thấy không ổn mình bỏ qua. Mình bỏ qua thôi. Không, giờ cuối live cũng đâu còn gì để bán nữa đâu. Ngày mai hết rồi. Ngày mai đã rồi em mới có đồ bộ. Các chị đang còn rất là đông. Nhưng khách mới vừa nói rồi nha. Dù không có ép các chị có thể hôm nay không mua nhưng rồi còn ba bộ này. Ngày mai các chị có thể mua của em. Em cũng rất cảm ơn vậy có khách mới có mình hôm nay, nhưng mà để mà phục vụ một chị quá khó. Thay vì vậy em bỏ chị đó, em phục vụ lại 10 chị dễ tính. Em vẫn lợi hơn chứ. Em phải chọn cái số 1 cái số 10 chứ. Thực sự khách nhà em trên 96% em còn khỏe, rất là đàng hoàng luôn, rất là thoải mái luôn. Đâu đó rõ ràng, biết em rõ ràng là khách cũng rõ ràng lại luôn. Rõ ràng ở đây á, là giống như mình mua nhanh bán nhanh, shop chụp hình rồi xác nhận ok, trừ khi mình nhầm mẫu thì nhắc cho em. Còn mà đúng rồi là thôi em gửi đi. Còn muốn gửi hàng em, muốn giữ hàng em giữ, nếu mà đơn ít quá thì em vẫn giữ. Còn giữ mà 3-4 ngày rồi cảm thấy không đi được nữa là mà xả ra là sau này em bán nữa, em khó vậy đó. Tại vì sao? Thế chị mua khó quá. Rồi, tiếp lên đi. Okay. Chị rồi, tặng mạo tính đi. 160.000. Đấy, sản phẩm mà em ra đến với khách á, em vừa chọn lời giải tốt. Điều giá cả rồi, bây giờ làm rất là ok. Nãy có được chị nào cái mới này chậm mà vô nói mình là nghiệp. Nghiệp không? Vậy mình nhắn lời cuộc. Tình xem. Ờ, tính cho chị nha. 62kg nha. 62kg các chị. Sao 2 ký thôi? Cái nhạc nhìn. Quanh nóng rồi. Cái nhạc nhìn. Nhạc nhìn. Trời ơi cái áo này. Cái áo này 185.000 á. Em ơi, hôm qua là em bị ba người chửi đồ nhúng. Là khách sĩ á, dịu bán phá giá quá. Tính 60 cho chị Lê Thị Dung. Có bộ này nữa thôi hết rồi. Dịu bán phá giá quá. Bao nhiêu ký rồi xuống? 62. Lấy hoa tiêu xúc tặng đi hay là nó đi. Ôi. Bán cái đó phải kèm theo quần như ai bán vậy. Cái bông không? Ờ cái bông đó đi. Trời ơi, các chị càng ngày càng tăng. Các chị yêu quý quá. Thiếu còn hàng bán luôn á mấy chị. Mấy ngày bán cho hết hàng luôn, bán hết còn mấy cái quần. Bán còn lẽ thứ mấy cái còn đồ nhúc bán hôm qua rồi. Chẳng lẽ vừa lôi ra bán lại đâu được, không được. Có 5 bộ rồi nha. Tiếm cho chị Trúc Quyên. Lấy cho chị Trúc Quyên luôn hết. Cái này 5 bộ hả? Sai gì chị? Sai XL không? Có sai 2 không? Kiểm tra kỹ nha. Yeah. Trúc Quyên này hết. XL rồi 62kg này. 165 năm bộ. Ok luôn. 165 năm sáng. Rồi lấy tím đó đấy chị. Hai đọc comment dễ thương ghê đọc. Con mình ngồi cười. Hi hi. Thằng em đó. Ê, nhiều khi em bán cái này á các chị, nhiều khi em thấy em cũng like xong em thấy em vô em cũng hối hận lắm. Em thấy sao mình phải thể hiện cái sự có chiều chia, em làm vậy em thấy không có được. Không em xin lỗi lắm luôn á, em cảm thấy em áy náy trong lòng lắm. Mà cái cảm tính con người mà các chị nhiều khi bộc phát không kìm được. Cho nên thì nhiều khi mà cái trường hợp đó xảy ra các chị thông cảm cho nhiều nha. Những cái lúc đó là nhiều khi bị ức chế quá. Giống như gặp quá nhiều vấn đề rồi vậy á, nhiều cũng nhìn được á, dù tự nhiên dù mình thấy muốn nói ra hết để mọi người giống như hiểu hơn cho dù á, thông cảm cho dù á, mà nhưng lại đến khi cuối kết thúc live á, ngồi người ngẫm lại á, mình sai mình không được vậy. Tại vì dù có bất mãn hay là có khó chịu cỡ nào trong cái công việc cái gì đó, mình cũng được thể hiện ra ngoài cho người khác biết á, là cái đó là em hiểu rõ luôn á chị. Mà cứ lặp lâu lâu á, cứ lặp lại vài lần vậy đó, cái thật ra em gọi như là mình nhìn mình thấy mình dở, mình thấy mình sai quá trời sai luôn á. Em là các chị yêu, nói chung là em cũng có ý gì mình đừng có giận em nha. Em có nói gì mình cũng đừng có giận, bỏ qua cho em nha. Em có ý đâu, nhà cái nóng em nói cho tại tình là trong lòng em này, khách hàng vẫn là quý nhất này. Hàng hóa em muốn đem đi cho chị là đẹp nhất, rẻ nhất. Đó là cái điều mà em mang tới đó.
còn mà lâu lâu em thì cùng đi vì gì đó các chị bỏ qua đi, kể đi kể đi, lâu lâu nó bị bệnh vậy đó. Mỗi người một bộ. Rồi chốt bộ chị Diều đang mặc bộ XL cho chị Mimi Nguyệt này, bộ XL cho chị Thùy Trang này. Chị ơi, chị cầm tú trang thì là tím là mình có hàng nha. Rồi đứng lên cái quay một vòng cho các chị xem. Thân gỗ, thân gỗ. Còn có 3 bộ thôi. 62kg đổ lại thôi. Rồi bộ 57 cho chị Võ Thảo như này ok luôn chị. Hả? Gặp em chốt hết. Trời ơi, nhân viên tôi giàu quá trời mà kêu bộ có trăm mấy ngàn mà kêu ngán tiền chứ không lấy. Giá nhiêu vậy? 165 ngàn. 165 đồng giá các bộ trước các chị nha. Nhiều nhiều lúc là mình chốt vì đam mê thôi. Bộ đang mà 60kg ok chị Hoa Sơn Rồng nha. Chán là nhân viên ngồi bên ngán tiền nó không lấy bộ rồng. Nói vậy mà khách nghe xong khách nói ôi trời ngồi trên này cũng ngán tiền hả? Rồi quay đó. À, giờ kêu gì làm gì đi xin lỗi nãy nóng nói cái gì không biết. Thôi quay vừa thôi, quay vừa thôi. Quay màu khác, quay màu khác. Rồi. Tôi coi còn cái gì nữa không? Giờ lấy cái màu gì đẹp nhất ra tặng các chị coi. Có mi á. Sau hai chị kia tình hình không? Có nghĩa mình được, đặt hay sao chị? Được. Đi, rồi em chốt đi. Luôn. Đúng rồi. Nói chị thông cảm cho em đi, đừng dành em lại được thôi. Lấy XL cho để chị kia tiền. Để dùng em coi được cái nào. Bộ XL cho cô thôi, cô Phi à. Hết rồi à? Nè, con có bộ. Hết là phải bla lên chứ. Trời ơi, tao nói rồi còn bộ. Thằng này nó ham đam mê chút lắm. Cô Phi ơi, hết rồi cô nha, con xin lỗi ạ. Chị có nói rồi. Cái áo này này, khách nhìn thêm đẹp này, 120 á. Bộ LV bán hết rồi các chị nha, mình sang bộ tiếp theo ạ. Bộ thở đầu nữa. Em trả tặng em ghê á, không có hàng mà nó cứ kêu có hàng. Cách đây các chị ơi, cách đấy. Không, mai á, thật sự là mai là có một mã lai nành, một mã mango. Tầm 1,000 mấy bộ là em có nói rồi đó. Thì mai em like cho. Mai like cái đó chắc cũng đã lắm. Cái này thì bữa vừa có like cho các chị là 120 này. Chấp nhận rồi khen cũng khen nhiều này. Thì ai có bổ sung thêm bổ sung này. Hàng đẹp nha. Cái này là vừa vừa xuống giảm giá này, cái này kì, bỏ cái kia nha. Vừa giảm giá mạnh luôn này. Hồng với xanh tiếp bút 60kg. Đó là hai thôi. Xeo lại còn tầm 2. Còn cái chừng này hả? Ừ. Cái kia mỏng ha. Chị, thành viên rồi. Đúng màu cho Nguyễn Nghi. Đúng rồi chị ơi, công việc mà giờ đam mê luôn rồi. Ui ngày, các chị tin không, ngày em like 2 lần. Xong ngày mai em like một lần, em nói mẹ sao em nghỉ bữa, nó nói không chị ra like đi, ra like đi. Em bị khùng hả, mày bắt tao làm để tao chết cả. Không có, còn một tiếng nữa. Cái em chửi nó vậy luôn á. Đưa cái tiếng nữa chị, thêm một cái tiếng nữa nha. Cái này không có sai đâu. Rồi, này hết rồi. Có còn có cam với xanh à, tiếng này hết, cái này màu khác rồi. Cái này đến 70 à. Đọc được cho chị. Trắng em bán hết rồi. Đọc xanh ok lên thì chỉ 120 ngàn nha. Tính cho chị cầm tú trần thì này, chị đôi đi. Tiếp hết rồi. Mới, chị Thu Như Lê này mới nhận áo đó đẹp lắm này. Thu Như Lê mua nhiều này. Nhớ cái câu của Thu Như Lê, bét sạch tôi. Quái quái cái câu ghê luôn á. Mai đi em sắp xếp lại rồi em kết hợp em like thêm quần được cho. Có quần lai nành 115 nữa cũng có. Giới người chứ không có đưa ra thôi. Để xanh tím em hết rồi, còn hồng còn cam thôi. Chị Chimmy được này chị yêu. Rồi áo cam cho chị Chimmy. Hồng cam gì cũng được thì hoài vậy. Cái này 120 em đi có giá 120 đi, không đưa như bạn ra tính xong xong đến nhà tôi cất cất đó. Rồi áo. Còn cái này. Áo hồng cam. Chị yêu còn cái áo xanh xanh còn. Thôi chị Nguyễn nghĩ là đủ với chị nhá. Ok nhá. Mình còn một cái đây. Cái này 155 thun này. Thun 155 ngàn này. 65 dưới 65 ký mình mặc size của. Rồi áo hồng cho chị Hoàng Nguyễn luôn nhá. Ok. 165 hàng đầm luôn đấy. Ok Nguyễn Nghi. Rồi dưới 65 ký mình mặc size của L. 75 ký đổ lại mặc size của XL. Bữa trước chị lấy cái rồi phải không?
Sang màu sinh động nha các chị ơi. Sinh động mình ghi kèm giúp em là 165, các chị ghi kèm cân nặng nhé. Dễ thương lắm. Cái này có size ấy. Size L và XL, XL còn hơi ít càng. Nói chung cũng là mấy cái thôi. Đó. Áo hồng, áo cam này là bán hết rồi các chị ơi. Giờ mình sang màu sinh động ạ. 155 ngàn thun á các chị. Cái này là của ông, cái này là hàng khác. Mẫu vừa khác luôn. Rồi đấy các chị. Ôi lên bộ đồ nhìn đẹp quá ha. Dễ thương. Lấy cái quần à. À, 60kg chị okay. Kiếm đi chị rồi cho... xin 60kg cho chị Lê Thị Dung à. L một cái L không có quần em đang mặc, có quần nha chị thân thúy chị đặt okay, đi chị màu là kem size chị ơi đâu kiếm không phải quần chị mặc là quần khác ok Ngọc Huệ quần gì là không phải thì nó không phải là được rồi còn em mặc hết rồi bữa em bán 125 ngàn khách lấy hết rồi chị ơi cái này để dùng may lai thành tưng á dùng may cái phong này bán cho các chị. Ok Thu Sa, để mặc quần sọc thì cưng lắm cả nhà. Mới bán cái quần là 125 ngàn, trời ơi. Khoái khoái gì đâu, em mặc em thích lắm. Lên với mấy áo kiểu đâu vậy nè. Cho nó trẻ trung hơn chút. Mai sẽ, chị nào muốn giữ hàng thì cứ nói là giữ hàng bình thường nha. Em giữ cho, ngày mai có đồ bộ là xuất sắc lắm. Dạ, chị Jimmy em nhận rồi, chị Hoàng Phương Thảo ok luôn nè. Bán mấy sản phẩm này á, bán kèm kèm theo thôi. Như tiền vải á, 80 ngàn mét đó. Để tiền công, tiền đồ này, tiền này kia, các chị cứ cộng ra là biết rồi. Áo này là mét 2, mét 3 lận. Tiền vải là chiếc gì tính ra là biết. Có lời nhưng lời ít lắm. Chủ yếu bán may số lượng á. Ở ren này á, ren này là nó phải xin giá riêng. Vô một cái áo để mà làm ra bán 155. Chỉ có 15 hoặc 20. Nhưng bù lại mình bán 100 cái thì mình là có khá hơn. Dạ, em chỉ còn màu nâu thôi à. Em còn nâu mà nhân hàng khác. Em còn nâu nhân hàng khác. Để đưa cái quần nâu ra chị mượn đi. Nâu nó cũng to đó. Nâu này đến 60 dạ, một cái thôi. Lấy size M đó. Không dễ thương lắm mấy quần sọc này cả nhà mua mặc đi. Tại quần trắng thì vừa mặc á. Để vừa la dễ chịu hơn. Nhìn cái màu á, cô dễ. Lấy nâu, nâu thì nó ngắn hơn. Xin cho chị Thu Trần 125 ngàn thôi. Mà hàng này thì hàng trung. Này các chị coi lớp trong này. Nó may vậy là biết hàng xịn nó không rồi nè. Em có size ML, XL. Size M là 54-55kg. Size của XL là 59kg. Size của XL là 63-64 đó. Áo có màu đó chị yêu. Rồi nâu này 125 ngàn. Sau lưng chung một chút xíu. Chút à. Cái này á ngắn quần em mặc một chút. Đây, cái chị nói này, cái đồ ngắn á. Quần nâu size L ok. Chị Phạm Phương làm đúng rồi, cái này là có lót ống độ to. Nói chung này hai bên mình nhìn đẹp ghê chưa? Cả nhà. Em thích mấy cái quần vậy nè các chị, mặc lên nóng túng cái đùi, nóng túng cái đùi của mình. Hai lớp lót như vậy nè, một cái quần may rất là chất lượng luôn. Cái này em cũng để lại mặc rồi nhưng mà không có mặc trên like thôi. Tại vì màu này mà mặc phối trên like nhìn nó không bắt mắt mà màu trắng. Em thường là em sẽ để like là màu trắng. Nói chị để ý like dù hay mặc màu trắng. Còn quần này cái phong nó quá đẹp nên em sẽ may cho khách là em may lên này tưng tới đây em may đi em bán á. Áo còn size L và XL đầy đủ size chị ơi. Áo còn size. Đang tính là quần này á thì bán vậy nè, cái giá vậy nè rồi. Tới đây là may á, thiêu làm lai thành tưng á, theo mấy cái dạng này, cái phong nó đẹp quá. Cũng làm nhiều hàng đó. Đó áo chị nào lấy nó đi luôn cho Diệu nhá. Thương. À, giờ mình chốt cái gì nữa ta? Thực sự là áo 100 ngàn là em vẫn còn, mà nhưng lai, no ít tên lời Mỹ Thơ, Nguyễn Thị. Thế vậy là hôm nay mình lên sớm hả? Áo xanh size L cho chị Hoàng. Thằng Yến Nguyễn. Áo 155
em mới liếc nghĩa nó xanh xanh rồi. Trăm ngàn này lai nành 53 cái chị nào vừa lấy nè. Còn sớm quá ha. Rồi 100 ngàn 53 ký là các chị lai nành áo áo kiểu áo sơ mi. Ai? Rồi áo sơ mi cho chị Ngà Tô Thúy. Ok. Đúng rồi, đen Nguyễn Tảo nha. Cái này là xanh á. Nhìn đẹp quá ha. Ủa lên quần sọt nè. Hôm qua em mặc cái bộ đồ vậy đó các chị. Cái quần này và một cái áo ha. Cái áo sọc ra đây nè. Mà đi ra là thật. Bước ra là mọi người cười khen. Nay mặc đồ nhìn dễ thương quá. Mà em mới giỡn á. Cái áo 100 ngàn, cái quần 120. Cả nhà cười luôn. Đấy, đâu nghĩ bộ đồ đó. Khách không biết thôi chứ biết mà. Mà mua mà mặc phố như thế này bước ra đường thôi, đi ăn hay là đi chợ mua gì bữa tối đi siêu thị rồi vậy, nhìn nó dễ thương gì đâu luôn á. Có sơ mi xanh lông cái màu này đúng không? À, có một cái thôi. Đâu có sơ mi này, là số 8 50 kg này. Số 10 56 kg này các chị. 100 ngàn này. Áo cực kỳ đẹp luôn nha. Sơ mi 100 còn cái hàng này còn đây. Còn size. Rất là đẹp luôn á. Đi size. Sơ mi có cái. Không ai vừa đó vừa mặc. Áo xanh sâu 3. Quần mình để rồi lấy áo xách nách vừa để mặc buổi tối cho mát ra đường á. Cái này số 10 à, số 8 hay số 10 à? Này, ok, áo xin số 3 này. 85 ngàn nhiều hết rồi. Các bạn lấy size gì vậy? Cái gì số 3 ký à? Áo, ăn lờ hả? Còn kỳ từ in hả? Chưa, in. Quẹt người á. Làm gì có hàng mà in nhá, khách đang đặt sơ mi 100 ngàn, còn kỳ đi đã đi in tùm lum đó. Áo xin số 3. Không có, đâu có hàng đâu. Số 10 cho chị Ngà Tô Thúy. Số 8 cho biết nhanh, vừa có số 8. Chị Nguyệt Nguyễn ơi, chị lấy cái quần là quần nào chị gái? Quần nâu quá hả? Rồi số 8 này các chị. Giờ chỉ còn số 8 thôi. Mấy áo này dễ thương, mặc ra mặc cái vòng 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 buổi tối. Nhà không quần vừa mặc hết hàng rồi. Giờ chị có lấy qua quần dài hơn này, lên nền này. Chị lấy qua cái phong lên nền này thì ok này. Thì trắng này là nó vậy này. Em mới bữa vừa hay thử lái, nó ngày dài hơn một chút. Quần này thì 175-70kg thoải mái. Áo vô mặt là có số 8 thôi. Bồ cột nơ còn màu cam không? Dạ em còn. Cột nơ còn màu cam đó, cam đi với xanh nó còn đó thì trang. Sọc 14 vô hết rồi, sọc còn số 8 à. Cái này XL này các nhà ơi. Áo sọc 48 được, tâm ba mặt đẹp. Được, khách đồng ý rồi. Khách đồng ý rồi. Mẹ. Nay con đâu ngủ. Thôi thích thể hiện rồi đấy. Lát để chút tiền này vô la phải không? Đấy. Con chẳng nói con bố là trưa nay con chưa buồn ngủ. Nên con thức coi bố làm việc với chú. Ok, thì Trang lấy cột nơ cam size 2 nha. Chú không biết gì á thì con chỉ. Chú không biết gì con chỉ. Con đáo để. À rồi, cái này sâu 66kg, 100 ngàn. Sâu, chị cái bộ cam nè. Bộ cam ngoài đó cột nơ á, cam phối xinh. Thấy chị. Nhiều khi em thấy mấy cái này nè. Chính em cũng lấy mặt thôi mà. Em nghĩ cách em á. Nếu mà dù khó có bố dạng như vậy, mặt rất là dễ thương luôn nha. XL. Đâu còn XL đâu. Rồi tiêu lên 2. Còn size 2 thôi. À, dạ vừa chị Bích Ngân bao đẹp luôn. Ok chị Hồng Hương. Chị mặc có cần mình phối cái gì thôi. Mấy này dễ lắm. Trời ơi, cái áo của tôi 170 nè. Áo đỏ vô hết rồi. Như trên lầu bằng cam. 170 có vàng size L với XL nè. Bên kia size L là chị ơi, size L dưới 60kg, size XL là 67kg đâu vậy thôi. Dễ thương lắm. Này phải hết không nhỉ? Biểu cái này cái của ai đây? 170 ngàn. Chị này ngộ quá trời, nó vô đó. Chị đi kiếm.
Áo đỏ này của ai đây chị? Có không? Hết rồi. Áo đỏ này khách lấy hai cái mà. Cái chị tâm coi đi ơi. Cái điêu khách chứ khách. Mẹ vô coi chi vậy? Ổ cẩm. Nhanh dữ vậy? Đó là đó. Hết rồi. Sơ mi này 100.000 chị nào lấy này. Còn áo đẹp không này? Áo vàng này là 180.000 có size L và XL. Rồi, vàng size XL cho chị Khánh Ngân bỏ dưới đi từ sự đi. 180.000 nha, quần dài chết mát không giảm. Dài. Chị ơi, em chỉ có loại lửng này thôi. Biết nhanh, em kiểm tra của chị biết nhanh cái kì. Em có quần này thôi chị ơi. Chị ấy có sọc 8 rồi. Vàng cái tên L hình dĩa 180. Sơ mi nè, chị yêu nào vừa lấy này 53 kg 100 ngàn nè. Thằng này con chữ cái sọc tặng. Quần trắng cộng 100 ngàn áo vừa đang mặc nhé. Ôi trời, áo nào vừa đang mặc chết thôi. Bà đặt như thế này sao vừa biết đây. Nguyễn Nhật ơi, quần trắng 63 kg vừa nhìn là quần trắng này nha. 175 ngàn 63 kg là vừa soạn cho chị sai của 2 x. Đây là lên áo 120 là áo nào ta? An Bình 120 là mã nào? Ôi em bán nhiều khi em bán tặng á. Ê chết, vừa mới lên xong nha. Hào bên này này. Còn hồng đó chị ơi. À chị khen sáng chị nhìn hàng chị khen đẹp đó, phải không? Nãy nãy còn hồng phải không? Hết luôn rồi phải không? Hồng gì? Ê hết rồi chị yêu ơi. Hết rồi, nãy vừa mới lên xong khách lấy luôn rồi. Nguyễn Thảo. Ok chị. Này cả nhà có áo này, đẹp chưa? Không, chịu khó thử lên thì khách mới thấy được hàng nó ok hay không á. Bên đó có L không? Không. Sao vậy không? Cái gì? Áo vàng 180 L cho chị út 10 cồn én này. Ủa sao chị không thấy ta? Không thấy luôn á. Rồi xong. Nóng chị, mặt vậy nè, cưng chưa? 55kg số 10. Nó có vậy không à? 100 ngàn. 100 ngàn số 10. Quần xì này ai mua rồi nè, 70-70kg này. Bao ngon lành luôn, 10 cái. Bao nhiêu? 380 ngàn. Tính là ôm bụng dữ lắm nha. Em mặc luôn đó. Này hàng Trung, 10 cái 380 ngàn, 70kg thoải mái luôn. Khách lấy ghi giùm em nha, 50kg trở lên mặc được hết. Trời ơi, lưng nó đẹp lắm. Lên qua rốn thoải mái luôn, lại nâng mông nữa. Em mặc luôn á. Dạ, quần xìm, ok chị Trúc. Quần sọc trắng là 125 mà bán hết rồi chị ơi. Cái này là mẫu cũ thôi. Quần xì chị nào lấy ghi nè. Ở trên lầu còn gì nữa ta để tối nay mà à, đi vòng lên kiếm coi có gì ở trong kho á, lôi ra lại giới thiệu cho các chị. Hồng 180 kho ở trên em biết ít khi lên lắm, toàn chỉ quản lý ở trên đó không nè. Dạ không á chị yêu ơi. Dạ áo em ăn mặc có 55kg à. Rồi cam có size L này, cam có cái size L này, 180. Hồng có size của XL này, 67kg. Mấy hàng này hàng đẹp không á. Áo quần này 380. Chị yêu nào lấy cứ lấy nha. Em là có chị yêu biết không? Mấy cái này là em bỏ qua luôn á, hàng đẹp lắm. Nâng mông nè, hàng hàng Trung. Với loại 260.000 này. 5 cái quần thôi nhưng mà 260.000. Chị yêu nào mua quần có nhà với nhà em rồi là biết mấy mã này. Các chị coi nha. Nó lưng cao không à, cái này mặc đầm á, mặc đầm là thôi. Tuyệt vời luôn. Nhưng mà mặc đầm là thôi, nhức nhối luôn á. Ê cái này trên đầu có nhiều không? Không biết nữa, hỏi với chị nó biết. Sao có mã đây coi nha. Còn nữa đó rồi. Thì chị đây đưa mã thì chị đây đó đúng 10 cái chưa? Nếu mà đưa cho khách luôn. Quần xì này hơi to. Cái này em bán đến 75kg rồi á. Này to. Chính là gì?
Đây, chị bóc thêm trong này cá đi. Con lấy cục này luôn đi, đưa cho khách này. 260 ngàn 5 cái thôi các chị, 75 kg là mấy các chị nha. Con này để mặc đẹp phải 57 hoặc 60 kg trở lên. Nâng mông, nói chung là để các chị vô mà mặc đầm á, lên đầm hoặc lên trên váy á, để mặc mà cho nó êm luôn. Phủ, phủ mông là ngon lành lắm. Đi dán, dán quần này 260 ngàn. Thì quần size nhỏ thì em không có. Cái hàng này làm biết nó có chị hàng nói chung á. Ơi hẹn các chị yêu lại trưa mai nha. Trưa mai em lên đồ bộ cho cả nhà. Không đâu bán 5 cái đâu chị. Em chỉ bán là phải 10 cái em mới bán. 380 cái chính là cái 38 ngàn thôi. Chị ơi, mấy chị ơi, cái đó em bán kèm thôi. Mình mua vừa xài vừa mặc rồi luôn á. Muốn được giá rẻ chứ đi chọn mà mẫu cái trăm mấy ngàn không đó. Vải của nó phải đẹp không á. Dù ông mới bán một cái, à dù ông bán 5 cái. Này là hàng nguyên tên vậy luôn á. Còn 260 rồi 5 cái này. Nó phải chia đúng tỷ lệ vậy á. Thì chọn màu em còn chưa cũng chọn màu được nữa mà. Do là cái số lượng hàng này là với cái giá như vậy là nó quá hợp lý rồi á. Mình không có ấy được. Rồi, giờ hẹn cả nhà trưa mai nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye các chị yêu. Trưa mai lên siêu đẹp, siêu VIP cho các chị.